Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 195. Từ giờ trở đi, đạo huyền nhất đã vượt lên trên chí tôn. Trong tiên bảo các, phụ tiên nghe tin đạo huyền nhất đột phá mà cả người sôi sục dần dần, hưng phấn không thôi. Lão mở miệng cười to. Sung sướng. Lão ta đang vô cùng sung sướng vì đã không giúp Diệp Huyên, bằng không thì phân hội tiên bảo các sẽ không còn nữa. Lão từng đưa ra vô số quyết định trong đời. Giờ khắc này, lão cho rằng đó chính là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Trên cả chí tôn, sự kiện đạo huyền nhất đột phá khiến toàn bộ trung thế giới bàng hoàng. Phải biết, người có thực lực đứng đầu nơi này trước đó chỉ mới đến chí tôn, vậy mà đạo huyền nhất đã vượt qua cảnh giới ấy. Bây giờ nàng ta mới chính là cường giả đứng đầu. Trong thư phòng, sắc mặt Dương Niệm Tuyết đã vô cùng khó xem. Má nó chứ! Sao con ả này càng đánh càng mạnh vậy? Bỗng Mạc Hiền và Lam Sơn xuất hiện trước cửa phòng, nhìn đạo huyền nhất, muốn nói lại thôi. Họ muốn hỏi nàng ta làm thế nào để đột phá, nhưng rồi chợt nghĩ lại, thấy làm như vậy thì hơi không phải phép. Bởi đạo huyền nhất hiện nay đã không còn cùng một cấp bậc với họ nữa. Lam Sơn mở miệng, huyền nhất chí tôn. Ông ta nói đến đây thì cười khổ, đạo huyền nhất bây giờ đã vượt qua chí tôn, tiếp tục gọi theo cách này có vẻ không ổn. Đạo huyền nhất lại không để ý đến Lam Sơn mà chỉ nhìn Dương Niệm Tuyết ở trong thư phòng. Lam Sơn lại hỏi, huyền nhất chí tôn, lấy thực lực hiện nay của cô, có thể phá giải cấm chế trong căn phòng này không? Đạo huyền nhất lắc đầu. Sắc mặt Lam Sơn và Mạc Hiền trầm xuống. Đã trên chí tôn mà vẫn không thể phá. Các chủ bí ẩn kia rốt cuộc kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, phụ tiên xuất hiện trước mặt ba người, khẽ thi lễ với đạo huyền nhất chí tôn. Đạo huyền nhất lạnh lùng nói, có cách nào bắt nàng ta bước ra không? Phụ tiên do dự một hồi, đáp không có. Dương Niệm Tuyết ở bên trong nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Còn nhóm đạo huyền nhất thì cau mày. Phu tiên cười khổ, các chủ năm ấy từng nói không cho phép bất kỳ ai của tiên bảo các bước vào, chúng ta không dám trái lời. Dương Niệm Tuyết chợt cười phá lên, phu hội trưởng nói vậy là sai rồi. Thấy lão ta nhìn sang, nàng cười nói, theo ta biết, đệ đệ ta chính là khách quý siêu cấp của tiên bảo các, dựa theo quy định thì các người phải bảo vệ hắn mới phải. Vậy mà các người không những không bảo vệ, còn hùa theo người ngoài chống lại hắn. Chậc chậc, phụ hội trưởng à, ông làm như vậy không sợ các chủ đến tìm ông tính sổ sao? Phu tiên chỉ cười, cô nương, theo quy định của tiên bảo các, đúng là chúng ta phải bảo vệ Diệp công tử. Nhưng cái gì cũng phải lượng sức mà làm, Diệp công tử chọc phải đối thủ hùng mạnh như vậy, chúng ta thật sự không giúp được gì. Dương Niệm Tuyết cong môi, phụ hội trưởng, đệ đệ ta có lệnh huyền thiên. Nghe nói người thường không thể sở hữu, chỉ có những ai được nó công nhận thôi đúng không? Phu tiên, phải. Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn lão ta, không nói gì thêm. Phu tiên, mời cô nương rời khỏi tiên bảo các. Dương Niệm Tuyết cười, không. Phu tiên cau mày, cô nương, nơi này là của tiên bảo các chúng ta. Dương Niệm Tuyết nhún vai, ta cứ không đi đấy. Sắc mặt phu tiên xa sầm, cô nương cho rằng cô không đi thì chúng ta không làm gì được cô sao? Dương Niệm Tuyết chợt trở nên đề phòng. Phu tiên, bên trong căn phòng này có cấm chế áp chế tu vi. Chúng ta bị, chẳng lẽ cô nương không bị? Sắc mặt Dương Niệm Tuyết xa sầm. Đúng vậy, nàng cũng đang bị áp chế tu vi. Phu tiên cất giọng gọi, người đâu? Lập tức có 10 người đàn ông xuất hiện. Phu tiên nhìn Dương Niệm Tuyết, tu vi của mọi người đều bị áp chế, vậy thì chúng ta so số lượng. Sau đó, những người đứng sau ông ta rậm bước vào thư phòng. Nhưng đạo huyền nhất lắc đầu. Thấy nhóm phu tiên nhìn sang, nàng ta khẽ nói, đừng xúc phạm đến vị các chủ này. Mạc Hiền tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Lam Sơn cất lời, huyền nhất chí tôn, để lâu sinh biến. Đạo huyền nhất không nói gì. Thật ra nàng ta cũng có phần kiêng dè vị các chủ này. Ban nãy nhờ vào thời không thần thông của đối phương mà nàng ta mới ngộ đạo đột phá, giờ đây lại càng cảm thấy thời không cho đạo này huyền ảo khó lường. Đúng lúc này, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Dương Niệm Tuyết. Nhóm đạo huyền nhất thấy hắn thì sửng sốt.
khí tức của hắn đã không giống như trước kia. Dương Niệm Tuyết, đệ đệ. Đạo Huyền Nhất nói, vĩnh hằng bất hủ. Sau đó nhíu mày, bán bộ chí tôn. Bán bộ chí tôn. Mạc Hiền và những người còn lại nghe vậy thì sửng sốt. Người này đã đến bán bộ chí tôn rồi. Diệp Huyền nói với Đạo Huyền Nhất, đổi chỗ khác. Nói xong thì biến mất. Đạo Huyền Nhất cũng theo đó mất dạng. Hai người thoát cái đã đi đến một tinh vực thời không vô danh, nơi bốn bề sâu thẳm vô biên mà tĩnh lặng. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thân xác bất hủ của hắn không chỉ phục hồi mà còn đạt đến giới hạn của bản thân, giới hạn bất hủ chân chính. Thần hồn cũng như vậy, chỉ có ý chí còn kém chút đỉnh. Hắn đã làm thế nào? Lại còn chỉ dùng thời gian ngắn đến vậy. Dương Niệm Tuyết xuất hiện cạnh Diệp Huyền, hạ giọng nói, báo cho đệ một tin xấu, nàng ta đột phá rồi. Đột phá? Diệp Huyền lập tức quay phát sang, tỷ không đùa chứ? Dương Niệm Tuyết lắc đầu, không, nàng ta vừa đột phá xong, hiện đã vượt lên trên chí tôn. Diệp Huyền không biết nói gì. Má! Lại đột phá? Nhưng thế thì sao? Vậy không tốt ư? Thế mới thú vị chứ? Diệp Huyền nhìn Đạo Huyền Nhất, vươn tay gọi một thanh kiếm ngưng tụ lại. Kiếm Thanh Huyền. Nó không phải kiếm Thanh Huyền chân chính mà là do hắn dùng trái tim ngưng tụ thành, chỉ có tạo hình là giống với kiếm Thanh Huyền. Đạo Huyền Nhất, không có thanh kiếm kia, ngươi không phải đối thủ của ta. Diệp Huyền gằn giọng, thử xem. Duỳnh. Vừa dứt lời, thân xác hắn đã ngùn ngụt bốc cháy. Đốt cháy thân xác đã đạt đến cực hạn của bất hủ. Trong nháy mắt ấy, khí tức của hắn ùn ùn tăng vọt. Không dừng lại tại đó, sau khi đốt cháy thân xác rồi, máu trong người Diệp Huyền cũng cháy lên. Thiêu đốt huyết mạch. Trong nháy mắt ấy, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, khiến tinh vực trong mấy trăm nghìn dặm sôi lên sùng sục. Vẫn chưa kết thúc. Đốt huyết mạch rồi, Diệp Huyền đốt luôn cả linh hồn. Tinh vực trong phạm vi triệu dặm bốc cháy rồi từng tấc sụp đổ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đều trầm trọng vô cùng. Mẹ ơi! Tên này liều mạng thật sự. Vừa vào đã đốt thân xác, linh hồn và huyết mạch. Đang quyết liều chết đây mà. Cách đó không xa, Dương Niệm Tuyết đã hoàn toàn ngây dại. Nàng không ngờ Diệp Huyền vừa bắt đầu đã chơi lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu không làm vậy thì hắn sao có thể trở thành đối thủ của Đạo Huyền Nhất? Phải biết rằng hắn đã bị nàng ta đánh bầm dập từ trước rồi, huống chi bây giờ nàng ta còn đột phá nữa. Diệp Huyền chợt xòe tay ra, để tiểu tháp xuất hiện. Nó nói, tiểu chủ, để ta sóng vai chiến đấu với người. Diệp Huyền mỉm cười, đặt nó vào tay Dương Niệm Tuyết, nói, nếu đệ tử trận, tỷ và cha liệu có đau lòng không? Dương Niệm Tuyết khẽ run lên, chắc chắn có. Diệp Huyền nhìn về Dương Niệm Tuyết, mỉm cười nói, đệ trước giờ không hề hận ông ấy. Hổ phụ vô khuyển tử, đệ sẽ không để cha mất mặt. Nói xong, hắn bỗng biến mất. Xoẹt. Một tia kiếm quang mang theo lửa cháy rực xẹt qua không trung. Chỉ trong một thoáng ấy, ngàn vạn thiên hà lập tức sụp đổ. Đây là nhát chém mạnh nhất của Diệp Huyền từ trước đến nay. Dốc hết toàn bộ sức lực. Một kiếm này, đã quên đi sinh tử. Hắn biết, đứng trước Đạo Huyền Nhất này, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Không thành công, tức tử vong. Nhìn thấy đường kiếm khủng khiếp này, Lam Sơn và Mạc Hiền bốn mắt nhìn nhau đầy chấn động. Quá mức kinh khủng. Nhát chém này đã vượt qua bán bộ chí tôn. Không, phải là càng khủng khiếp hơn cả chí tôn. Cõi lòng hai người chấn động vô cùng. Bởi bọn họ không chắc liệu bản thân có thể đỡ được nó hay không. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tên này tiến bộ nhiều như vậy ư. Ở nơi xa, Đạo Huyền Nhất nhìn đường kiếm kinh khủng kia lao đến, sắc mặt vẫn bình thản. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ta bước ra một bước, tay phải siết lại rồi bất thình lình đấm ra, vô lượng. Chỉ một cú đấm bình thường như vậy mà lại ẩn chứa luồng sức mạnh vô tận. Vào khoảnh khắc nó được tung ra, tinh vực trong phạm vi mấy triệu dặm hóa thành cho bụi. Ngày tàn của nhân gian. Đám Mạc Hiền và Lam Sơn biến sắc kịch liệt, điên cuồng thối lui.
Bọn họ cảm nhận được rằng hai luồng sức mạnh khủng khiếp từ cú đấm và đường kiếm kia sẽ mang lại tử vong. Nếu không lùi lại thì cầm chắc cái chết. Nơi xa, cú đấm của Đạo Huyền nhất nện vào thân kiếm của Diệp Huyên. Ầm. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh kinh khủng nổ bùng ra như núi lửa khiến vô số thời không sụp đổ. Hai bên không ngừng lùi lại, trong đó thân xác của Diệp Huyên vỡ vụn từng tấc, thân xác của Đạo Huyền nhất cũng run rẩy kịch liệt trước khi nứt ra và thần hồn bốc cháy. Diệp Huyên lùi lại ước chừng mấy trăm nghìn trượng, khi dừng lại thì thấy linh hồn hắn đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Ở đối diện, Đạo Huyền nhất cũng chỉ còn lại linh hồn. Nàng ta xòe tay phải ra rồi nắm lại, sau đó sức mạnh vô tận từ thiên địa ùn ùn hội tụ lại. Linh hồn có phần mờ nhạt của nàng ta bắt đầu khôi phục trở lại, thân xác cũng dần dần được tu bổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không chỉ thể mà khí thế của nàng ta cũng trở nên mạnh hơn. Nhóm Mạc Hiền thấy vậy thì sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Lại càng mạnh hơn ư? Cách đó không xa, Vu Tiên run rẩy thì thầm, đây chính là Vĩnh Hằng Bất Hủ. Vĩnh Hằng Bất Hủ, thân hóa vũ trụ, lại vượt qua vũ trụ bất diệt, thân xác, thần hồn và ý chí cũng bất diệt. Kinh khủng nhất là mỗi lần bị giết đều có thể sống lại, mà mỗi lần sống lại là một lần niết bàn. Vũ trụ còn, thân ta vĩnh tồn. Vĩnh Bất Hủ. Đây mới thật sự là bất hủ chân chính, cho dù vũ trụ có hủy diệt thì bản thân vẫn tồn tại. Sở dĩ Vu Tiên biết đến cảnh giới Vĩnh Bất Hủ này là nhờ các chủ từng nói qua, nhưng lão ta không ngờ rằng Đạo Huyền nhất lại thật sự đạt được đến nó. Lão ta hưng phấn đến nỗi không thể kiềm lòng. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn tột độ vì đã không lựa chọn bảo vệ Diệp Huyên đến cùng, bằng không Tiên Bảo Các sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Lão ta càng chắn chắn rằng mình đã quyết định đúng, hơn nữa trực giác cũng nói rằng các chủ sẽ tán thành cách làm của lão nếu có mặt ở đây. Chỉ vì một tên có chút bối cảnh mà đi đắc tội một siêu cường giả Vĩnh Bất Hủ cảnh. Phải đần độn cỡ nào mới làm vậy? Bên kia, sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đã vô cùng nặng nề. Họ nhận ra chênh lệch giữa mình và Đạo Huyền nhất nhiều đến cỡ nào. Như một trời một vực. Không thể đặt lên cùng một cán cân nữa. Như nghĩ đến điều gì, hai người đồng thời nhìn sang Diệp Huyên ở nơi xa. Chỉ thấy Dương Niệm Tuyết bất thình lình xuất hiện cạnh hắn, một khắc sau đã lôi hắn trở về tầng 9 bên trong Tiên Bảo Các. Sắc mặt Mạc Hiền và Lam Sơn xấu đi trông thấy. Hai người đều quá mức sững sờ nên đã quên mất Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết. Để nàng cứu Diệp Huyên đi mất. Lúc này, thân xác Đạo Huyền nhất đã hoàn toàn khôi phục, thấy Dương Niệm Tuyết cứu Diệp Huyên đi thì ánh mắt lạnh như băng. Nhiệt độ khắp tinh không bốn phía lập tức giảm xuống, khiến người khác cảm thấy như rơi vào hầm băng. Chấm chấm chấm. Bên kia, sau khi đưa linh hồn yếu ớt của Diệp Huyên vào tầng 9 rồi, Dương Niệm Tuyết lập tức lôi hắn vào tiểu tháp. Trong tiểu tháp, nàng run rẩy nói với hắn, đệ giáng lên. Linh hồn của Diệp Huyên đã gần trở nên trong suốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bởi vì linh hồn của hắn đã bất hủ. Nhưng bất hủ không có nghĩa là sẽ không biến mất, ý thức hắn đã dần trở nên mơ hồ. Thân xác hắn đã đến bất hủ, thần hồn nhờ hấp thu kiếm thanh huyên mà cũng đã bất hủ, chỉ có ý chí là chưa. Cũng là lý do Đạo Huyền nhất nói hắn chỉ mới đến bán bộ chí tôn. Ý chí còn thiếu một chút nữa. Thấy hai mắt Diệp Huyên sắp nhắm lại, Dương Niệm Tuyết bỗng gào lên, thế này mà đã chịu thua hả? Có nhiều đó mà đã bỏ cuộc hả? Diệp Huyên không đáp, hai mắt dần khép. Dương Niệm Tuyết gào tiếp, để cam lòng nhận thua vậy sao? Diệp Huyên thì thào, tỷ, đệ, đã cố hết sức, Dương Niệm Tuyết tức giận chừng hắn, hết sức là đủ hả? Đệ yếu ớt đến vậy à? Đệ tưởng bỏ cuộc thế này thì cha sẽ đánh giá cao đệ sao? Muội muội thiên mệnh của đệ sẽ tôn trọng đệ sao? Ngay cả ta cũng sẽ xem thường đệ, bọn họ cũng sẽ khinh đệ. Diệp Huyên yếu ớt nói, đệ, muốn ngủ. Dương Niệm Tuyết quát, đệ mà ngủ là sẽ chết đó hiểu không? Linh hồn Diệp Huyên ngày càng yếu dần, ý thức cũng mơ hồ theo. Dương Niệm Tuyết điên cuồng gầm lên, đệ đừng từ bỏ như vậy. Hơi thở Diệp Huyên đã như sợi tơ, gần như không cảm nhận được. Dương Niệm Tuyết vừa giận vừa cáu,
hốt hoảng không lựa lời mà nói, đứng lên coi tên nhóc đẹp mã. Tỉnh lại ngay cho bà, đệ. Diệp Huyên bỗng mở bừng mắt, run rẩy nói tỉ. Vừa gọi, đệ là gì? Dương Niệm Tuyết ngẩn ra, lặp lại, nhóc đẹp mã. Ít hầu lên xuống vài bận, Diệp Huyên run run nói, đỡ đệ dậy, đệ còn chịu được. Dương Niệm Tuyết. Nàng đỡ Diệp Huyên ngồi dậy, nhìn hắn siết chặt hai tay, cả linh hồn đều run bần bật. Diệp Huyên nhắm mắt lại, linh hồn đang run rẩy. Từ bỏ ư? Sắc mặt hắn dần trở nên dữ tợn. Cả đời mình khổ nhất là vào lúc nào? Đương nhiên là khi còn ở Thanh Thành. Khi ấy mẹ rời đi, chỉ có hắn và muội muội nương tựa lẫn nhau. Trong gia tộc tàn khốc bực ấy, muốn sống sót còn khó khăn hơn bây giờ. Nhưng khi ấy hắn không bỏ cuộc, vì sao bây giờ lại bỏ cuộc? Giờ khắc này, hắn cũng nhận ra một điều. Niềm tin. Khi ấy là muội muội chống đỡ cho hắn. Khi ấy hắn chưa từng nghĩ đến cái chết, bởi vì chết rồi ai sẽ chăm sóc muội muội hắn? Nàng còn nhỏ như vậy. Hắn là tất cả những gì nàng có. Vì vậy hắn không thể chết, hắn phải sống thật tốt. Chính vì có lòng tin này hắn mới chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Còn hiện nay, hắn muốn từ bỏ là vì đã không còn trói buộc. Cha vô địch. Muội muội vô địch. Hắn còn gì phải lo nữa. Tuy trong lòng còn rất nhiều điều không nỡ buông bỏ, nhưng hắn biết cho dù hắn có chết, bọn họ vẫn sẽ sống tốt. Nếu một người đã không còn tín niệm thì cũng mất đi ý chí chiến đấu. Mà giờ khắc này, hắn muốn sống. Sống thật tốt. Vì ai? Lần này là vì bản thân, vì Thanh Nhi. Vì sao hắn phải trở thành gánh nặng cho Thanh Nhi? Vì sao? Chẳng lẽ hắn không thể giúp nàng nở mày nở mặt? Chẳng lẽ hắn phải làm một đứa con ông cháu cha suốt đời? Hắn còn mối ràng buộc với nhiều người như vậy. Vì sao lại chịu chết? Hai mắt bừng mở, Diệp Huyên thét lên, không. Hắn siết chặt hai tay, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ trong người hắn bắn lên cao. Chỉ trong nháy mắt, thế giới bên trong tiểu tháp chấn động kịch liệt như đang gặp phải một trận địa chấn khủng khiếp. Ý chí bất hủ. Diệp Huyên cuối cùng cũng đột phá được ràng buộc về ý chí, đạt đến bất hủ. Sau đó hắn đứng dậy, nói với Dương Niệm Tuyết tỷ, đệ muốn đắp lại thân xác. Hai mắt hắn tràn đầy kiên định. Xây lại nhục thân bất hủ. Chỉ cần thân xác khôi phục, hắn có thể đạt đến chí tôn. Bởi vì ý chí và linh hồn đã đạt đến cực hạn bất hủ, bây giờ chỉ cần thân xác phục hồi, lần nữa đạt đến cực hạn bất hủ là hắn có thể dễ dàng vượt qua vĩnh hằng bất hủ, đạt đến chí tôn. Dương Niệm Tuyết gật đầu, dễ thôi. Tỷ đây cái gì không có nhưng tiền của thì dư. Nàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, thoáng chần chừ, đệ này. Đây là của cải cuối cùng của tỷ. Tỷ. Diệp Huyên nói, một lần gọi tỷ, cả đời là tỷ. Dương Niệm Tuyết bĩu môi, đưa nhẫn cho hắn, cho thì cho. Cùng lắm sau này ta đi bóc lột của Tiểu Bạch là được. Diệp Huyên nhận lấy, nghiêm túc nói, cảm ơn. Những lời này phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không có Dương Niệm Tuyết, hắn đã thật sự toi mạng rồi. Hắn đã không thể đo đếm được hết giá trị của những vật phẩm mình sử dụng để tu luyện từ nãy đến giờ. Tu luyện không chỉ hoàn toàn dựa vào thiên phú, mà còn phải có tiền của. Nghe hắn nói vậy, Dương Niệm Tuyết lắc đầu, huynh muội với nhau, nói vậy làm gì? Tiểu Tháp bỗng lên tiếng, hai vị tiểu chủ, ta muốn nhắc nhẹ là hai người không phải huynh muội. Diệp Huyên sửng sốt, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không phải con ruột của cha? Tiểu Tháp, ý ta là không phải huynh muội vì hai người là tỷ đệ. Tỷ đệ đó, nàng là tỷ, người là đệ, không phải huynh muội rõ chưa? Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu xây lại thân xác. Dương Niệm Tuyết nói, ta có thứ này có thể giúp đệ. Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy Dương Niệm Tuyết im lặng một hồi rồi đưa tay ra. Lòng bàn tay nàng nứt vỡ, để một dòng máu chảy ra. Diệp Huyên ngẩn người, tỷ, tỷ đang. Dương Niệm Tuyết mỉm cười, ta cũng có huyết mạch phong ma, từ bé lại ăn uống các loại thiên tài địa bảo. Ta đây đi theo Tiểu Bạch nhị nha, không chỉ hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo mà còn uống cả máu nhị nha.
nhưng vì ta không muốn tu luyện thân xác nên mấy thứ đó vô dụng với ta. Nói xong, nàng nhìn số máu trong tay mình, máu của ta tốt hơn bất kỳ loại thiên tài địa bảo nào. Ta cũng có huyết mạch phong ma, tuy không kích hoạt nhưng để hấp thu rồi có thể sử dụng tốt hơn. Huyết mạch phong ma. Tuy Dương Niệm Tuyết cũng có nhưng nàng chưa từng liều mạng, chưa từng điên, vì vậy huyết mạch không thức tỉnh. Diệp Huyên do dự, tỷ. Dương Niệm Tuyết thì thầm, nàng kia bây giờ đã vượt qua chí tôn, để chỉ đưa thân xác lên đến chí tôn là chưa đủ, mà phải ngang hàng với nàng ta mới có thể đánh một trận. Máu của ta chắc chắn có thể làm được điều ấy. Thấy Diệp Huyên còn muốn nói gì, nàng cười, để có biết vì sao ta khăng khăng phải đi lịch luyện không? Diệp Huyên nhìn sang, chỉ thấy Dương Niệm Tuyết mỉm cười, trước kia, mẫu thân nói ta may mắn hơn đệ, vì từ bé đã ở bên phụ mẫu, chưa từng chịu khổ. Ngược lại, đệ bị nuôi thả, ăn hết đau khổ trên đời. Nàng khẽ lắc đầu, ta không phục, cho rằng bản thân cũng có thể chịu khổ, bèn chạy đi lịch luyện. Nhưng sự thật tàn khốc nói rằng, ta đã chết cả trăm lần nếu không có phụ mẫu giúp đỡ. Nàng hít sâu một hơi, toàn thân thả lỏng, ta nghĩ kỹ rồi. Ta đã gặp khó, đã chịu khổ, vậy là đủ. Ta không muốn nỗ lực nữa, sẽ về nhà thừa kế gia tài của phụ mẫu. Có gia đình giúp đỡ, cho dù ta không vô địch toàn vũ trụ, nhưng làm vô địch dưới tam kiếm vẫn là đơn giản. Nghe đến đây, Diệp Huyên vốn đang cảm động bỗng cứng đờ. Sao nghe có gì đó không đúng? Cảm động bay đi đâu rồi? Má nó sao tự dưng không còn chút cảm xúc nào vậy? Diệp Huyên. Con ông cháu cha đây mà. Diệp Huyên thầm thở dài trong lòng, đây mới thật sự là con ông cháu cha. Hắn mà so với tỷ tỷ thì chẳng là cái đinh sắt gì hết. Dương Niệm Tuyết đột nhiên nói, còn đứng sững ra đó làm gì? Mau hấp thụ máu của tỷ đi. Diệp Huyên nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hắn do dự một lúc rồi nói, tỷ tỷ, đa tạ. Nói xong, hắn xòe tay ra, máu tươi trong tay Dương Niệm Tuyết bay đến tay hắn. Tiếp đó, Diệp Huyên bắt đầu cắn nuốt máu của Dương Niệm Tuyết. Khi máu của Dương Niệm Tuyết tiến vào cơ thể hắn, huyết mạch trong người Diệp Huyên lập tức sôi sục lên, cứ như có một giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi sục. Diệp Huyên sửng sốt, chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyên cảm giác được có một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên tràn ra khắp cơ thể hắn, tiếp đó, cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng hấp thụ những năng lượng kia. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên thấy mừng rõ trong lòng. Quả là đại bổ. Tỷ tỷ không lừa hắn, huyết mạch của nàng còn bổ hơn cả sinh mệnh chi thụ kia nữa. Nếu hút cạn máu của tỷ tỷ, nói không chừng hắn sẽ thăng thiên ngay tại chỗ ấy chứ. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm Diệp Huyên không khỏi dâng lên chút xấu hổ. Tỷ tỷ đối xử với hắn tốt khỏi phải bàn, vậy mà hắn lại có suy nghĩ vô liêm sỉ kiểu này cho được. Tính khí ngưng thần. Diệp Huyên thôi không nghĩ lung tung nữa, hắn bắt đầu tập trung hấp thụ máu của Dương Niệm Tuyết. Dần ra, Diệp Huyên phát hiện cơ thể hắn đã có sự thay đổi. Không bao lâu, thân thể Diệp Huyên đã đạt đến cực hạn bất hủ cảnh, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, cơ thể hắn vẫn đang lột xác. Như vậy có nghĩa là cơ thể hắn sẽ đạt đến một trình độ còn kinh khủng hơn. Chấm chấm chấm. Bên ngoài Tiên Bảo Các, Đạo Huyền Nhất nhìn tầng 9 ở trước mặt, im lặng không nói gì. Mạc Hiền, Lam Sơn và cả Vu Tiên ở bên cạnh đều có sắc mặt vô cùng khó coi. Lại trốn vào trong đó rồi. Hai tên chết dẫm này lại trốn vào trong đó. Không thể khí phách một chút, đánh một lần là đánh đến chết luôn được à. Lam Sơn đột nhiên nhìn về phía Đạo Huyền Nhất Chí Tôn, chúng ta. Đánh vào nhé. Đạo Huyền Nhất lắc đầu, như vậy là bất kính với vị các chủ kia. Lam Sơn trầm giọng nói, bọn họ đã nhiều lần xông vào đó, bản thân cũng đã không tôn kính các chủ rồi, chúng ta không cần để ý nhiều như vậy đâu. Đạo Huyền Nhất liếc mắt nhìn Lam Sơn, vậy ông tự đi đi. Nghe vậy, vẻ mặt Lam Sơn cứng đờ. Tự mình đi. Tất nhiên là không rồi. Giỡn hả, thực lực các chủ kia kinh khủng như thế, nếu ông ta dám mạo phạm, lỡ như đối phương để bụng thì không phải ông ta đi đời nhà ma liền à. Đạo Huyền Nhất thu hồi ánh mắt, sau đó nói, hắn sẽ ra thôi. Nàng ta vừa nói xong thì bỗng, trong tầng 9 có một người đàn ông chậm rãi bước ra từ phía cửa sổ.
Khoảnh khắc Diệp Huyên vừa ra ngoài đó, hai mắt Đạo Huyền Nhất hơi híp lại, Chí Tôn. Chí Tôn. Nghe Đạo Huyền Nhất nói thế, Lam Sơn và Mạc Hiền lập tức đơ người. Mẹ nó vậy là lên Chí Tôn rồi đó à? Không phải ban nãy mới bán bộ Chí Tôn thôi sao? Hai người nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên thật sự đã đạt đến Chí Tôn thì vẻ mặt cả hai khó coi đến mức như ăn phải phân. Đúng là Chí Tôn rồi. Tên này tu luyện kiểu gì thế? Mới bao lâu trôi qua chứ? Cứ thế là từ bán bộ Chí Tôn lên thẳng Chí Tôn. Mẹ nó chứ. Chí Tôn dễ tu luyện đến vậy hả? Diệp Huyên nhìn Đạo Huyền Nhất, tiếp tục thôi. Nói xong, thân thể hắn lại bốc cháy, tiếp đó, huyết mạch và linh hồn cũng bị hắn đốt lên. Lúc này đây, khí tức của Diệp Huyên đang không ngừng tăng vọt. Mạnh hơn trước vô số lần. Thấy cảnh này, sắc mặt Mạc Hiền vô cùng khó coi, sao hắn cứ chơi cái trò thiêu đốt thân thể và thần hồn vậy? Sắc mặt Lam Sơn cực kỳ âm u, ta cũng muốn biết. Mạc Hiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở nơi xa vẫn đang không ngừng gia tăng khí tức, tại sao hắn đốt thần hồn đốt huyết mạch nhiều lần như vậy mà vẫn còn sống? Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh, thế không phải là đang chơi gian lận à? Còn thiên lý ở đâu không? Lam Sơn im lặng không nói. Sức sống của Diệp Huyên này dai dẳng vượt quá dự đoán của bọn họ. Y như tên biến thái. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên ở phía xa, lúc này đây, trong lòng nàng ta đã có chút khiếp sợ. Nàng ta không ngờ rằng Diệp Huyên lại có thể đạt đến Chí Tôn chân chính chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Phải biết rằng nàng ta cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng nàng ta phải bỏ ra mấy trăm năm mới từ Vĩnh Hằng Bất Hủ lên được Chí Tôn. Hơn nữa như vậy đã được coi là nhanh rồi. Mà Diệp Huyên lại chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn đã đạt đến Chí Tôn. Quá mức không bình thường. Lúc này đây, thân thể cùng linh hồn và huyết mạch của Diệp Huyên đều có sự thay đổi về chất, bởi vậy khi hắn lựa chọn thiêu đốt linh hồn, huyết mạch và thân thể, khí tức của hắn lập tức bùng phát như muốn cắn nuốt đất trời này. Tuy là Chí Tôn, thế nhưng khí tức của hắn giờ khắc này đã vượt xa Chí Tôn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên vô cùng khó coi. Ban nãy khi Diệp Huyên là bán bộ Chí Tôn thì khí tức đã không thua kém gì bọn họ, mà bây giờ khí tức của hắn càng vượt xa bọn họ. Quá nghịch thiên. Không hề giống người thường. Tu luyện mà cứ như đi chơi. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên bước lên một bước, cùng lúc đó hắn còn xuất kiếm. Lần này hắn không chỉ dùng một chiêu, mà là ba chiêu. Chảm quá khứ. Chảm hiện tại. Chảm tương lai. Ba kiếm hợp nhất. Mà uy lực lần này đã không còn giống như trước. Phía xa, Đạo Huyền Nhất híp mắt lại, trong con ngươi sâu thẳm lần đầu xuất hiện vẻ nghiêm túc, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, phút chốc sau, tinh vực xung quanh thời không nàng đang đứng lập tức hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này, Đạo Huyền Nhất đột nhiên nắm chặt tay phải lại rồi tung một quyền ra. Cú đấm này khiến thời không nàng ta đang đứng phải mở đi, ngay sau đó nơi đây liền xuất hiện ba luồng kiếm quang mờ ảo. Ánh mắt Đạo Huyền Nhất vô cùng lạnh lẽo, phá. Cú đấm này vừa tung ra, ba luồng kiếm quang ở hiện tại liền trở nên vặn vẹo, không chỉ thế, mà ngay cả kiếm quang trong quá khứ lẫn tương lai cũng bị bóp méo. Nhưng chúng vẫn chưa bị phá nát. Sức mạnh khổng lồ của kiếm quang không ngừng tiêu hủy lực lượng bên trong nắm đấm của Đạo Huyền Nhất. Mà dần dần, vòng xoáy thời không của Đạo Huyền Nhất cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Trong mắt Đạo Huyền Nhất lóe lên một tia sắc lạnh, nàng ta đột nhiên mở tay phải ra rồi gào lên, vô lượng vĩnh gian. Dứt lời, nàng ta bỗng siết tay phải lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vòng xoáy mảnh thời không nơi Đạo Huyền Nhất đứng đột nhiên nứt ra, mà gần như là cùng lúc đó, ba luồng kiếm quang kia cũng bị phá vỡ, một hơi thở cực kỳ đáng sợ nhanh chóng ập xuống bốn phía. Sắc mặt đám người Mạc Hiền và Lam Sơn bỗng hoàn toàn biến đổi, vội vàng thối lui lại. Chỉ thoáng chốc, thời không trong phạm vi mấy triệu dặm đã bị cỗ sức mạnh kinh khủng này xóa đi, cùng lúc đó, một quyền ấn khổng lồ xé rách ngang đất trời, mạnh mẽ lao thẳng về phía Diệp Huyên. Lực lượng to lớn đó chỉ vẻn vẹn là khí tức của một người, nhưng đã khiến đám Mạc Hiền và Lam Sơn khiếp sợ không thôi. Chí Tôn. Lúc này đây, khi đối diện với luồng sức mạnh trước mắt,
sâu trong nội tâm bọn họ bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường rằng bản thân chỉ là run rế. Run rế. Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều là vẻ chấn động. Đây chính là cường giả vĩnh bất hủ đó sao? Phía xa xa, Diệp Huyên nhìn quyền ấn kia kéo tới, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. Một khắc sau, Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang bắn mạnh ra. Xoẹt. Trong thiên địa, một tiếng xé rách sắc bén vang dội khắp nơi. Ầm. Dưới sự chứng kiến của mọi người, tia kiếm quang kia nện thẳng lên trên quyền ấn, một khắc sau, quyền ấn kia lập tức bị phá vỡ, thế nhưng kiếm quang cũng nháy mắt bị tiêu diệt, cùng lúc ấy là Diệp Huyên bị hất bay về phía sau. Ở nơi xa, trong mắt Đạo Huyền Nhất ánh lên một tia dữ tợn, nàng ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên ở điểm cuối tinh không bỗng ngẩng phất đầu lên, trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn, hắn không hề động thủ, lúc này, Đạo Huyền Nhất đột nhiên đấm một cú vào ngực Diệp Huyên, mà gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đâm một kiếm xuyên qua ngực Đạo Huyền Nhất. Xoẹt. Ầm. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay mấy trăm nghìn trượng, mỗi thời không bị hắn lướt qua đều đổ nát từng lớp. Đối diện Diệp Huyên, Đạo Huyền Nhất nhìn thanh kiếm cắm trước ngực mình, thanh kiếm này vừa tiến vào cơ thể nàng ta thì đã bộc phát ra một cỗ sức mạnh cường đại, nó không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng của nàng, cùng lúc đó, linh hồn của nàng ta cũng bắt đầu tan biến một cách nhanh chóng. Đạo Huyền Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng ta mở tay phải, chỉ phút chốc sau, toàn bộ trung thế giới lập tức rung lên kịch liệt, tiếp đó, vô số năng lượng thần bí từ trong thiên địa hội tụ về phía nàng ta. Dần dần, linh hồn đã có phần mờ ảo và thân thể của nàng lại bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, khí tức của nàng ta lại thay đổi, trở nên mạnh hơn trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Mạc Hiền và Lam Sơn đứng ở một bên phải nghiêm mặt lại. Như vậy quá mức nghịch thiên rồi. Vĩnh bất hủ. Càng đánh càng mạnh. Trừ khi có thể tung một đòn đánh chết nàng ta ngay, nếu không thì nàng ta sẽ mãi mãi bất tử. Hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Hai từ nghịch thiên đã không còn đủ để hình dung việc này nữa. Đúng lúc này, hai người như nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa. Lúc này đây, thân thể của Diệp Huyên đã rạn nứt hoàn toàn, nhất là trước ngực hắn có một lỗ hõm vào rất sâu, trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng thân thể hắn lại chưa bị phá nát, cơ thể hắn có thể chịu được một đòn kinh khủng đến vậy của Đạo Huyền Nhất. Mạc Hiền và Lam Sơn nhìn nhau một lúc, trong mắt hai người đều ngập tràn sự khiếp sợ. Thực lực của Diệp Huyên này cũng nghịch thiên không kém gì, vậy mà hắn có thể hứng chọn được một quyền khủng bố như vậy của Đạo Huyền Nhất. Mạc Hiền nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, rốt cuộc hắn là ai? Lam Sơn im lặng. Lúc này, hai người bọn họ đã bắt đầu tò mò hơn về thân phận cùng lai lịch của Diệp Huyên. Yêu nghiệt tầm cỡ này chắc chắn không thể là người thường được. Sau lưng hắn có lẽ là một thế lực siêu cấp. Lúc này, Lam Sơn đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều nữa. Hắn có nghịch thiên hơn nữa cũng sẽ bị Huyền Nhất Chí Tôn giết chết thôi. Mạc Hiền khẽ gật đầu. Tuy Diệp Huyên nghịch thiên, nhưng so với Đạo Huyền Nhất, hắn vẫn còn kém xa lắm. Đạo Huyền Nhất là vĩnh bất hủ cảnh đấy. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên mở hai tay, một khắc sau, hắn khẽ gọi, đến đây. Đến đây. Vừa dứt lời, tinh không bốn phía đột nhiên rung lên. Hai người Mạc Hiền cau mày lại, trong lòng có chút nghi hoặc, cái gì đến? Chợt, trong mắt cả hai phải co rụt lại, chỉ thấy nơi sao trời bỗng trở nên sôi sục, một khắc sau, vô số sức mạnh thần bí tựa thủy triều kéo ồ ạt về phía Diệp Huyên. Lực lượng từ chư thiên vạn giới. Thế từ chư thiên vạn giới. Thời khắc này, khí tức của Diệp Huyên lại lần nữa tăng vọt lên không ngừng, để rồi chèn ép được cả khí tức của Đạo Huyền Nhất. Ở nơi xa, Đạo Huyền Nhất nhìn về phía Diệp Huyên, đến lúc kết thúc rồi. Diệp Huyên cười to, đúng vậy, đến đây đi. Dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Vút. Ầm. Tinh không đột nhiên bùng cháy. Lần này cả hai người đều dốc hết toàn lực. Đạo Huyền Nhất nhìn Diệp Huyên đang càng ngày càng gần. Nàng ta nắm tay phải lại rồi tung ra một quyền, vô lượng tịch diệt. Bùm! Khi quyền này vừa xuất ra, trên nắm đấm của nàng ta chợt bộc phát quyền mang đáng sợ. Sau khi quyền mang ấy xuất hiện,
cả chung thế giới đều trở nên run rẩy. Uy lực của quyền này có thể phá hủy được toàn bộ chung thế giới. Nhưng quyền này của Đạo Huyền Nhất không nhằm vào chung thế giới, nàng ta tập trung sức mạnh vào một điểm rồi nhắm vào Diệp Huyên. Trước cú đấm kinh người của Đạo Huyền Nhất, khóe miệng Diệp Huyên hiện lên vẻ dữ tợn, hắn bất ngờ rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Đã rất lâu rồi hắn không sử dụng kiếm kỹ này. Lúc này, Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm chồng chéo lên nhau. Từng lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào bộc phát ra trước mặt Diệp Huyên. Khi quyền của Đạo Huyền Nhất và vô số kiếm quang chồng chéo của Diệp Huyên va chạm vào nhau. Bùm! Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên khắp chung thế giới, vô số người đều khiếp sợ ngửa đầu nhìn lên khu vực này, trong mắt toàn là vẻ kinh hãi. Mà Mạc Hiền và Lam Sơn thì đã mau chóng rút lui từ sớm, tránh xa Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất. Sau khi lực lượng đáng sợ ấy bùng nổ, Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất cùng bay ra ngoài, khi Diệp Huyên bay ra, cơ thể hắn bắt đầu tan biến từng chút, nhưng lần này tốc độ tan biến của cơ thể hắn không nhanh, vì thế khi cơ thể hắn vẫn luôn tự hồi phục lại. Mà lần này, tốc độ tự hồi phục còn nhanh hơn cả tốc độ tan biến, cho nên cơ thể Diệp Huyên đã được bảo toàn. Nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân bê bết máu. Sức mạnh từ quyền này đã khiến hắn trọng thương. Ở phía xa, Đạo Huyền Nhất cũng đã dừng lại. Thân thể nàng ta bắt đầu vỡ vụn, linh hồn cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Nhưng giống như Diệp Huyên, vũ trụ này đang không ngừng khôi phục thân thể và linh hồn cho nàng ta. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Huyền Nhất, khóe miệng nhếch lên vẻ dữ dằn, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ. Phụt! Một tia kiếm quang xé rách không trung bay tới. Xa xa, Đạo Huyền Nhất ngẩng đầu nhìn kiếm quang đang càng ngày càng gần. Vẻ mặt không chút cảm xúc. Khi kiếm quang ấy tới trước mặt mình, nàng ta chắp hai tay lại, một tấm chắn vô hình chặn trước người nàng ta. Kiếm của Diệp Huyên chém vào tấm chắn vô hình ấy, tấm chắn khẽ rung lên rồi nứt ra, nhưng không vỡ. Xa xa, Diệp Huyên đang định tung thêm chiêu nữa thì lúc này Đạo Huyền Nhất lại chợt biến mất, hắn ngửa đầu lên thì thấy một tàn ảnh đang vọt tới trước mặt mình. Mặt Diệp Huyên không có cảm xúc gì. Hắn nhẩm niệm trong lòng, vô số phi kiếm chém ra từ xung quanh hắn. Hai người lại chọn cách cứng đối cứng. Vô số kiếm quang vỡ vụn, còn Đạo Huyền Nhất nhanh chóng đưa tay bóp cổ Diệp Huyên, khi nàng ta định siết tay lại thì một thanh kiếm đột nhiên kề lên cổ nàng ta. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần, giây tiếp theo, Đạo Huyền Nhất bóp mạnh. Rắc! Cổ Diệp Huyên bị bóp vỡ, linh hồn bị Đạo Huyền Nhất cưỡng ép đẩy ra ngoài. Mà gần như cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyên cũng đâm xuyên qua cổ họng Đạo Huyền Nhất. Phụt! Cổ họng Đạo Huyền Nhất rách ra, giờ phút này nàng ta đành phải từ bỏ thể xác, tự xuất linh hồn. Lúc này, hai người đều là linh hồn. Sau khi trở thành linh hồn, Diệp Huyên lại biến mất. Đạo Huyền Nhất ngẩng đầu, ngay sau đó linh hồn nàng ta hóa thành từng tàn ảnh rồi bắn ra ngoài. Bùm! Trong thiên địa lại vang lên một tiếng nổ khác, sau đó hai linh hồn đồng thời lùi lại. Khi Diệp Huyên lùi lại, hắn nhẩm niệm trong lòng, từng phi kiếm đột nhiên chém về Đạo Huyền Nhất ở phía xa, thoáng chốc kiếm khí tung hoành ngang dọc, kiếm quang tràn ngập khắp nơi. Xa xa, khóe miệng Đạo Huyền Nhất hơi nhếch lên, lộ ra vẻ gớm ghiếc, tay phải của nàng ta đưa về phía trước rồi nắm lại, trong tích tắc, thời không trước mặt nàng ta biến thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Khi những luồng kiếm quang của Diệp Huyên vào trong vòng xoáy thì đều trở nên méo mó rồi vỡ tan tành, giây kế tiếp, nàng ta lao về phía trước, húc cùi trỏ vào người Diệp Huyên. Cú huých này khiến thiên địa nứt ra chằn chịt giống như mạng nhện, trông cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với cú huých cùi trỏ đáng gờm này, Diệp Huyên chợt cười gằn, sau đó hắn hóa thân thành kiếm chém về phía trước. Cứng trọi cứng. Đánh tới lúc này, chỉ xem ai cứng cỏi hơn mà thôi. Một vùng kiếm quang chợt vỡ tan, Diệp Huyên bị đẩy lùi trở lại, mà lúc này Đạo Huyền Nhất cũng tiến lên tung một quyền về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên chợt biến mất tại chỗ một cách quỷ dị, khi xuất hiện lần nữa thì đã cách xa mấy vạn trượng, sau khi dừng lại, hắn xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện, hắn từ từ nhắm mắt lại, thanh kiếm trong tay rung lên dữ dội, tiếp theo hắn xòe tay trái ra, kiếm tới. Hắn vừa dứt lời, tinh không rung lên.
Sau đó vô số thanh kiếm xuyên qua thời không bay tới trên đỉnh đầu Diệp Huyên, phải có đến hàng trăm vạn thanh kiếm. Lúc này, từng luồng kiếm thế kinh người bao trùm cả trung thế giới. Trong tinh không, vẻ mặt Mạc Hiền và Lam Sơn đều trở nên nặng nề. Lúc này bọn họ mới phát hiện dường như hai người đều đã đánh giá thấp Diệp Huyên. Trình độ kiếm đạo của tên này cũng rất đáng gờm. Trong tinh không, Diệp Huyên lướt ngón tay qua kiếm, hai mắt hắn chợt đỏ lên như máu, trong phút chốc, linh hồn của hắn lại bùng cháy, đồng thời huyết mạch của hắn cũng cháy lên. Bùm! Bùm! Ngay lúc huyết mạch bị thiêu đốt, kiếm trong tay hắn biến thành màu đỏ máu, không chỉ có vậy, trăm vạn thanh kiếm phía sau hắn lúc này cũng biến thành màu đỏ như máu. Bên dưới, Mạc Hiền nhìn chằm chằm Diệp Huyên rồi giận dữ nói, mẹ kiếp! Sao hắn thiêu linh hồn mà cứ như chơi trò chơi vậy? Thích là đốt, không thích thì dừng. Lam Sơn nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt khá khó coi. Diệp Huyên đốt linh hồn bao nhiêu lần rồi? Không thể nhớ được. Nhưng tên này hễ đánh nhau là lại đốt linh hồn, đốt thân thể và huyết mạch. Quan trọng nhất là hắn vẫn chưa chết, thật sự rất khó tin. Thực ra, sở dĩ Diệp Huyên có thể làm được điều này là do kiếm Thanh Huyên. Sau khi kiếm Thanh Huyên cho hắn cắn nuốt, linh hồn của hắn đã đạt đến cực hạn bất hủ, hơn nữa còn không phải cực hạn thông thường. Bởi vì tuy kiếm không còn nhưng công dụng của kiếm Thanh Huyên vẫn ở đấy, chẳng hạn như công dụng trấn áp linh hồn của nó. Vì công dụng này nên Diệp Huyên mới có thể điên cuồng đốt hồn mà không đến nỗi hồn phi phách tán. Kiếm Thanh Huyên đã cho hắn khả năng đốt hồn mà không chết. Đạo Huyền Nhất đứng đối diện Diệp Huyên với vẻ mặt bình thản, nàng ta xòe tay, thước thần vô lượng xuất hiện, lúc này nàng ta đã không còn khinh thường Diệp Huyên nữa. Cũng không dám xem nhẹ. Đánh đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút Diệp Huyên đều đang trở nên mạnh hơn, tuy cảnh giới của nàng ta cao hơn Diệp Huyên một bậc. Nhưng sức chiến đấu của Diệp Huyên lại không yếu hơn nàng ta. Đến nàng ta cũng thấy chuyện này thật phi lý. Đúng lúc này, một con rồng trắng khổng lồ xuất hiện, chính là Linh Long đứng đầu 36 linh mạch. Linh Long nhìn Diệp Huyên và Đạo Huyền Nhất ở phía xa, nét mặt âm trầm đến cùng cực, các ngươi định phá hủy chung thế giới đấy à? Diệp Huyên quay đầu nhìn Linh Long, ánh mắt đỏ như biển máu cút. Linh Long trừng mắt nhìn Diệp Huyên, cút thì cút. Nói xong nó quay người hóa thành một vầng sáng trắng, biến mất ở cuối chân trời. Mọi người. Vẻ mặt Diệp Huyên cũng đờ ra. Mẹ kiếp. Gì thế này? Mạc Hiền ở nơi khác trầm giọng bảo, Linh Long sợ rồi. Lam Sơn im lặng. Sợ. Thực ra bọn họ cũng sợ. Nếu để bọn họ một mình đối mặt với Diệp Huyên, bọn họ cũng sẽ quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Diệp Huyên hiện giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể chống lại. Ở xa xa, Diệp Huyên nhìn Đạo Huyền Nhất, không nói lời thừa thãi, lập tức biến mất. Vụt! Một luồng kiếm quang màu máu vụt quá. Cùng lúc đó, trăm vạn thanh kiếm sau lưng hắn cắt ngang qua tinh không, chém về phía Đạo Huyền Nhất. Thời khắc này, các cường giả của trung thế giới đều kinh hãi. Vì nhát kiếm này của Diệp Huyên đã đe dọa nghiêm trọng đến trung thế giới. Ở đằng xa, Đạo Huyền Nhất chậm chậm nhắm mắt, tay phải nàng ta giơ thước lên giữa hai đầu mày, ngón tay trái khép lại đặt lên đầu thước rồi từ từ trượt xuống. Giây tiếp theo, nàng ta đột ngột mở mắt, thước thần vô lượng trong tay quét ra, vô lượng. Nàng ta vung thước, một lực lượng cực kỳ kinh người đột nhiên quét ra. Vô lượng là gì? Vô hạn, không có điểm dừng. Thước thần vô lượng này do tổ tiên của Tịch Huyền Đạo chế tạo. Chứa đựng sức mạnh vô lượng dồi dào. Hai người lại một lần nữa lấy cứng đối cứng. Bùm! Trong nháy mắt, vô số kiếm quang bị hủy diệt, thời không xung quanh Đạo Huyền Nhất lúc này đua nhau vỡ nát, còn Diệp Huyên thì bị hất bay ngược ra ngoài, nhưng giây tiếp theo hắn lại cưỡng chế lao về phía Đạo Huyền Nhất. Ở đằng xa, Đạo Huyền Nhất phất lờ vô số kiếm quang xung quanh, nàng ta giẫm mạnh chân phải rồi biến mất, sau đó vung thước về phía đầu Diệp Huyên. Cả hai người đều không ai chịu lùi. Cùng nhau đồng quy vô tận. Đúng lúc này, tiểu tháp chợt xuất hiện trên đầu Diệp Huyên, đỡ lấy thước của Đạo Huyền Nhất, cùng lúc đó tay phải của Diệp Huyên cũng hóa thành kiếm đâm vào linh hồn của Đạo Huyền Nhất. Rầm. Tiểu tháp kêu lên thảm thiết rồi bị thước của Đạo Huyền Nhất hất văng, nó bay ra cả mấy vạn trượng, nhưng không vỡ,
bởi nó đã dùng sừng của nhị nha để ngăn lại. Diệp Huyên nhìn vào Đạo Huyền Nhất, gằn giọng lên tiếng, nữ nhân, kết thúc rồi. Nói rồi tay phải của hắn vung mạnh, định phá tan linh hồn của Đạo Huyền Nhất, nhưng lúc này thước thần vô lượng trong tay nàng ta đột nhiên bộc phát ra một làn hơi thở cực kỳ kinh người. Diệp Huyên ở gần thoáng chốc bị hất văng ra mười mấy vạn trượng, khi dừng lại, linh hồn của hắn bắt đầu trở nên mờ ảo. Mọi người đều nhìn vào thước thần vô lượng, trong thước có một linh hồn từ từ bay ra. Là một người đàn ông trung niên. Mọi người đều sững sờ. Người này là ai? Người đàn ông trung niên nhìn Đạo Huyền Nhất đã hơi suy yếu trước mặt, cười khẽ tốt lắm. Không ngờ mấy vạn năm sau, Tịch Huyền đạo ta lại có được thiên tài tuyệt thế như con. Ha ha! Mạc Hiền chợt ngạc nhiên hô lên, ông ta là tổ tiên Tịch Huyền của Tịch Huyền đạo. Chết tiệt, chẳng lẽ ông ta là cường giả trên vĩnh bất hủ? Trên vĩnh bất hủ! Ngay khi lời này vừa dứt, nhóm Lam Sơn đều hóa đá. Đạo Huyền Nhất nhìn Tịch Huyền, nhẹ nhàng gọi, sư tổ. Tịch Huyền cười, con trị thương trước đi. Nói xong ông ta quay lại nhìn Diệp Huyên phía xa, lúc này Dương Niệm Tuyết xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ôm lấy linh hồn yếu ớt của hắn, run giọng gọi, lão đệ. Linh hồn của Diệp Huyên yếu ớt gần như sắp tan biến, hai tay hắn cầm lấy tay Dương Niệm Tuyết, hắn khẽ nói, tỷ à, lần này đệ thật sự không trụ nổi nữa. Dương Niệm Tuyết ôm chặt lấy Diệp Huyên, run giọng hét, đủ rồi. Đủ rồi, đệ đã làm tốt lắm rồi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn quay đầu nhìn về tinh không nơi xa, trong đầu hiện lên một chiếc váy trắng. Thanh Nhi. Cứ chết thế này, hắn cũng có điều nuối tiếc. Nhưng việc sinh tử này không do con người quyết định. Diệp Huyên chậm chậm nhắm mắt, bàn tay đang nắm tay Dương Niệm Tuyết cũng từ từ buông xuống, tỷ, nói với phụ thân rằng, xin lỗi, đệ khiến ông ấy phải thất vọng rồi. Nói xong, hơi thở của hắn yếu ớt gần như không tồn tại. Đúng lúc này, thời không phía trước cách Diệp Huyên không xa có một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái ấy mặc một bộ váy trắng. Là bản thể. Cô gái váy trắng chậm rãi đi đến chỗ Diệp Huyên, cúi người đón lấy hắn từ trong vòng tay Dương Niệm Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, trong mắt nàng hiện lên vẻ dịu dàng như nước, nhưng dần dần sự dịu dàng ấy biến thành vẻ lạnh lùng, thanh trừng. Sau đó, một thanh kiếm từ từ rơi xuống từ tinh không trung thế giới. Trong tích tắc, toàn bộ trung thế giới bắt đầu bùng cháy. Kiếm hành đạo. Thay trời hành đạo. Đó là trước kia. Còn bây giờ. Nó là thay huynh hành đạo. Khi kiếm hành đạo chậm chậm rơi xuống, toàn bộ tinh không của trung thế giới đều sôi trào. Ngay sau đó, cả trung thế giới đều bốc cháy và dần dần trở nên hư ảo. Mọi người đều khiếp sợ. Nàng định hủy diệt cả trung thế giới. Nhìn thấy cảnh này, đám Mạc Hiền biến sắc, trong mắt mấy người hiện rõ vẻ kinh hãi. Khí thế của kiếm này mạnh đến mức nào? Tuyệt vọng. Lúc này họ đã tuyệt vọng. Đối mặt với kiếm này, thậm chí họ còn chẳng thể nghĩ đến việc chống cự. Lúc này, ở trước mặt nó, họ cảm giác mình chỉ như một con kiến, không, còn chẳng bằng con kiến. Tịch Huyền đứng ở nơi cách cô gái váy trắng không xa, ông ta nhìn nàng, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ nặng nề các hạ. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuyên qua cổ họng ông ta khiến giọng nói của ông ta đột ngột dừng lại. Con người Tịch Huyền co rút, người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Sao có thể như thế được? Đây là suy nghĩ trong đầu ông ta lúc này. Thế mà ông ta lại bị giết chỉ trong một giây. Tuy chỉ là phân thân, nhưng ông ta ở vô lượng cảnh, dù chỉ là phân thân thì cũng là tồn tại như thần ở nơi thế này. Sao có thể bị giết chỉ trong một giây cơ chứ? Giờ khắc này, đầu óc ông ta đờ đẫn. Đúng lúc này, Linh Long đã biến mất lúc trước lại xuất hiện lần nữa, nó nhìn Thiên Mệnh đang ôm Diệp Huyên ở nơi xa, run rẩy cất lời, đại lão, nếu nhát kiếm này của người hạ xuống là cả trung thế giới sẽ bị hủy diệt mất. Thiên Mệnh nhìn Linh Long với vẻ mặt bình tĩnh. Linh Long bị nhìn đến nỗi linh hồn run lên, nó vội nói, ta hiểu, ta cút đi ngay đây, người cứ tự nhiên. Nói xong nó quay người biến mất ở cuối chân trời. Mẹ kiếp! Nó không quan tâm chung thế giới nữa. Mình còn sống mới là vương đạo.
Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyên trong lòng, lúc này linh hồn của Diệp Huyên đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ vậy, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Dương Niệm Tuyết ở bên cạnh nhìn mà choáng váng. Thế này là sao? Diệp Huyên mở mắt, khi nhìn thấy Thiên Mệnh, hắn hơi giật mình sau đó cười khổ, Thanh Nhi, ta lại làm kháo Sơn Vương rồi. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Huyên, dịu dàng nói ta không để ý đâu. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết khẽ chạm vào tay Diệp Huyên rồi ra hiệu cho hắn nhìn lên tinh không. Diệp Huyên ngửa đầu nhìn tinh không, giờ phút này tinh không đã cháy hừng hực. Thanh Nhi muốn hủy diệt cả chung thế giới. Diệp Huyên nắm lấy tay Thanh Nhi, khẽ nói, thôi đi, tự ta không bằng người, không đánh lại người khác, bị đánh cũng là đáng đời, muội đừng liên lụy đến những sinh linh khác trong vũ trụ này. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, huynh nói gì thì là thế đó. Nói xong kiếm hành đạo khẽ rung lên, hóa thành kiếm quang rơi xuống bên cạnh nàng. Kiếm hành đạo biến mất, các cường giả và sinh linh trong chung thế giới đều thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì chung thế giới đã bị xóa sổ. Dương Niệm Tuyết nhìn Thiên Mệnh với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Thực ra nàng chưa gặp Thiên Mệnh bao giờ, chỉ nghe truyền thuyết về Thiên Mệnh thôi, đây là người đã đánh cho phụ thân không thể đánh trả năm đó. Chẳng phải nói nàng rất lạnh nhạt sao? Nhưng cảm giác Thiên Mệnh mang lại cho nàng ta lúc này lại là rất dễ thương lượng. Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về Tịch Huyền nơi xa, ông ta nhìn nàng chằm chằm rồi chế nhạo, khinh ta vì chân thân ta không ở đây. Có bản thể. Vậy là còn sống. Nghe vậy, Mạc Hiền và Lam Sơn chợt nhen nhóm hy vọng. Tịch Huyền vẫn còn sống. Cường giả siêu cấp trên vĩnh bất hủ cảnh. Kiếm Thanh Huyền bên người Thiên Mệnh đột nhiên đâm vào chân mày của Tịch Huyền, nhưng Tịch Huyền lại cười lớn, ra tay với phân thân của ta thì có bản lĩnh gì? Nếu cô có năng lực thì chờ bản thể của ta tới, ta. Nói đến đây, dường như cảm nhận được điều gì đó, đồng tử của ông ta đột ngột co lại. Trên tinh không vô tận xa xôi, trong một tòa thành nào đó chợt có một thanh kiếm rơi xuống, sau khi thanh kiếm rơi xuống, toàn bộ tòa thành đang lơ lửng giữa trời chợt trở nên mờ ảo. Vô số người trong thành đều ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ai xuất kiếm? Người này định hủy diệt vô gian thành sao? Lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ nơi sâu trong tinh không xa xăm, hỗn xược, kẻ nào dám bóp méo thời không, phá hủy vô gian thành này đấy. Không muốn sống nữa à? Ôi, Thiên Mệnh đại lão, lại, là người, thời gian chi chủ, bái kiến Thiên Mệnh đại lão, ta xin dập đầu trước người. Nói rồi tiếng dập đầu vọng lại từ nơi sâu thẳm trong tinh không. Chỉ Thiên Mệnh mới có thể nghe thấy giọng nói này, nhưng nàng chẳng thèm để tâm, thanh kiếm vẫn cắm thẳng xuống. Lúc này, trong thành đột nhiên vang lên một tiếng gào thét, nực cười thật, một kiếm tu nhỏ bé mà muốn thông qua phân thân để giết bản thể của ta ư. Đúng là vô lý, nực cười. Dứt lời, một người đàn ông trung niên bay lên trời, tung một quyền về phía kiếm hành đạo. Người đàn ông trung niên này chính là bản thể của Tịch Huyền. Ngay khi Tịch Huyền vừa tung quyền, kiếm hành đạo đã đâm thẳng vào chân mày của ông ta. Không có bất kỳ động tác thừa thãi nào. Một giây giết chết. Đơn giản, trực tiếp. Giết trong nháy mắt, không có lý lẽ. Tịch Huyền trong không trung ngây ra. Bị giết rồi. Bản thể của ông ta lại bị giết chỉ trong nháy mắt. Sao có thể như vậy? Ông ta đang mơ ư? Chẳng mấy chốc, Tịch Huyền phát hiện không phải mình đang mơ. Bởi vì ông ta đang từ từ biến mất, từ từ bị xóa sổ. Tịch Huyền sợ hãi, ông ta vội vàng hét lên, cô gái, cô có biết sư tôn của ta là ai không? Sư tôn của ta là tả hộ pháp của pháp đình thời gian, là cánh tay phải của thời gian chi chủ, cô có biết thời gian chi chủ là ai không? Chết tiệt! Vào lúc này, một giọng nói kinh hoàng đột nhiên vang lên trong tinh không. Chính là thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ xuất hiện trước mặt Tịch Huyền, lúc đầu Tịch Huyền nhìn thấy thời gian chi chủ thì giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết, ông ta đang định nói thì thời gian chi chủ đã nhũn chân, quỳ xuống run rẩy cất tiếng, Thiên Mệnh đại lão, ta thề với thời gian chi đạo, ta không quen người này, pháp đình thời gian của ta không có quan hệ gì với người này cả, ta. Giờ khắc này, thời gian chi chủ đã khóc. Là khóc thật. Sợ. Ông ta thật sự vô cùng kinh hãi.
người chưa từng đánh với thiên mệnh sẽ không biết nàng đáng sợ đến mức nào. Đã từng có lúc ông ta nghĩ rằng mình vô địch thiên hạ, cho đến một ngày, ông ta gặp được thiên mệnh. Hôm đó ông ta đã thua. Chỉ với một kiếm. Đường đường là thời gian chi chủ mà đến một nhát kiếm của đối phương, ông ta cũng không đỡ được. Nếu không phải lúc đó ông ta quỳ nhanh thì thời gian chi chủ là ông ta đã không còn trên đời nữa. Nếu trên đời thật sự có thần thì thiên mệnh này còn đáng sợ hơn cả thần. Nhưng mà lúc này, ông ta không ngờ người của Pháp Đình thời gian mình lại đắc tội thiên mệnh, hơn nữa đối phương còn lôi mình ra. Ôi trời ơi! Đúng là tự đào hố chôn mình mà. Thấy thời gian chi chủ quỳ xuống, đầu óc Tịch Huyền trống rỗng. Thời gian chi chủ trong lòng bọn họ là tồn tại như một vị thần. Thế nhưng bây giờ sự tồn tại như thần ấy lại run lẩy bẩy quỳ ở đó. Trời ơi! Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Lúc này, mặt Tịch Huyền xám xịt. Kiếm hành đạo trong cơ thể Tịch Huyền chợt từ từ bay ra, sau đó nhắm đến thời gian chi chủ. Thời gian chi chủ hoảng hốt, vội vàng dập đầu, thiên mệnh đại lão, ta và Diệp Thiếu là huynh đệ kết nghĩa. Ta và Diệp Thiếu là huynh đệ kết nghĩa. Diệp Thiếu. Kiếm hành đạo khẽ rung lên, sau đó biến mất. Thấy vậy, cơ thể thời gian chi chủ mềm nhũn, suýt thì ngã xuống, trong lòng cảm thấy rất may mắn. Diệp Thiếu. Thiên mệnh đại lão thật sự nể mặt Diệp Thiếu. May mà lúc đầu mình giữ mối quan hệ tốt với người này, nếu không e là đã đi đời rồi. Như nghĩ đến điều gì đó, thời gian chi chủ chợt quay đầu lại nhìn Tịch Huyền sắp biến mất hoàn toàn ở phía xa, ông ta chợt phẫn nộ quát, ta rủa cả 18 đời tổ tông nhà ngươi. Nói rồi ông ta tung ra một chưởng. Bùm. Tịch Huyền lập tức bị xóa sổ. Tịch Huyền. Trung thế giới. Phân thân của Tịch Huyền dần biến mất trước mặt thiên mệnh, ông ta nhìn thiên mệnh với ánh mắt mờ mịt, rốt cuộc cô là ai? Ông ta không biết rốt cuộc bản thể của mình đã gặp chuyện gì, nhưng ông ta biết bản thể của mình đã không còn nữa. Phân thân hiện tại của ông ta là ngọn cỏ không có gốc, cho dù thiên mệnh không ra tay thì ông ta cũng sẽ biến mất nhanh thôi. Thiên mệnh không trả lời Tịch Huyền, nàng quay đầu nhìn Mạc Hiền và Lam Sơn, hai người đều biến sắc, Lam Sơn nhìn chằm chằm thiên mệnh, liều chết với nàng đi. Mạc Hiền gật đầu, được. Vẻ mặt Lam Sơn dữ tợn, cô gái. Ta không tin cô thật sự mạnh đến vậy. Dứt lời, ông ta lao thẳng về phía thiên mệnh. Mà ông ta cũng lựa chọn cách đốt linh hồn và đốt thể xác. Diệp Huyên có thể đốt thì ông ta cũng có thể thiêu. Đều là người, ai sợ ai chứ? Phải thừa nhận rằng Lam Sơn cũng khá có bản lĩnh. Sau khi thiêu đốt linh hồn và thể xác, khí thế của ông ta đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng, tuy không bằng Diệp Huyên và Đạo Huyền nhất lúc trước. Nhưng cũng rất đáng sợ. Thiên mệnh nhìn Lam Sơn với vẻ mặt bình tĩnh. Khi Lam Sơn lao tới cách thiên mệnh chừng mấy chục trượng, một thanh kiếm đâm xuyên qua đầu mày của ông ta. Ầm. Cơ thể Lam Sơn run lên dữ dội, sau đó trở nên hư ảo. Giết trong nháy mắt. Đến cơ hội đánh trả cũng không có. Hơn nữa ông ta còn không nhìn thấy thiên mệnh ra tay như thế nào. Lam Sơn nhìn thiên mệnh phía xa. Hơi mờ mịt, ta yếu đến vậy ư. Xung quanh yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Yếu đến vậy ư. Đây là chí tôn đó. Hội trưởng phân hội tiên bảo các vô tiên ở trong bóng tối tái mặt. Lão đã hiểu ra vì sao các chủ lại trao lệnh huyền thiên cho Diệp Huyên rồi. Là do lão hạn hẹp. Lúc này, Lam Sơn ở đằng xa chợt quay đầu lại nhìn Mạc Hiền, vì sao ngươi không ra tay? Mạc Hiền run giọng trả lời, có ý nghĩa gì không? Lam Sơn cười thê lương, không có. Dứt lời, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Bị xóa sổ hoàn toàn. Mạc Hiền nhìn thiên mệnh nơi xa, do dự một lát rồi cất lời, đầu hàng không giết có được không? Ông ta nói xong, một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên qua đầu mày, ngay lập tức ông ta đã bị tiêu diệt. Mọi người! Ở nơi sâu trong tinh không xa xôi. Linh Long sợ hãi toàn thân run rẩy, may mà ông đây chạy nhanh, người đời cười ta nhát gan, ta cười người ngu ngốc. Nói xong nó biến mất vào sâu trong tinh không vô tận. Cuối cùng, thiên mệnh quay đầu nhìn Đạo Huyền Nhất ở phía xa,
Đạo Huyền Nhất cũng đang nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia sợ hãi. Thiên Mệnh nhìn Đạo Huyền Nhất, ngươi gọi tên đó đến à? Đạo Huyền Nhất hỏi ngược lại, ngươi là ai? Phụt! Một thanh kiếm bất chợt đâm xuyên qua chân mày của Đạo Huyền Nhất, cơ thể nàng ta cứng đờ, linh hồn thoáng chốc trở nên hư ảo. Thiên Mệnh nhìn Đạo Huyền Nhất, ta bảo ngươi trả lời chứ không phải ngươi hỏi. Nghe thấy lời này của Thiên Mệnh, mắt Dương Niệm Tuyết sáng lên, đúng là bá đạo. Làm phụ nữ thì nên như vậy, không vừa mắt ai thì đâm kiếm vào đầu kẻ đó. Ha ha, Dương Niệm Tuyết bắt đầu mơ tưởng, nghĩ một lúc nàng không kìm được bật cười. Ở phía xa, Đạo Huyền Nhất nhìn thẳng vào Thiên Mệnh, ngươi rất mạnh, nhưng ta không sợ ngươi. Đến chết nàng ta còn không sợ, đương nhiên sẽ không sợ bất luận người nào. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh chợt nói, Thanh Nhi, vừa nãy nàng ta không gọi người, là Tịch Huyền tự đi ra. Thiên Mệnh quay đầu nhìn Diệp Huyên, cần ta giúp huynh giải quyết nàng ta không? Diệp Huyên cười khẽ, không cần, bởi vì vừa rồi ta đã đánh bại nàng ta rồi. Vào thời khắc cuối cùng khi nãy, nếu Tịch Huyền không xuất hiện thì hắn đã giết chết Đạo Huyền Nhất. Thiên Mệnh gật nhẹ đầu, phất tay áo, kiếm hành đạo trở về trong tay nàng. Diệp Huyên do dự rồi nói, Thanh Nhi, tiểu hồn. Thiên Mệnh mở lòng bàn tay, trong phút chốc, cả đất trời đều trở nên hư ảo, ngay sau đó một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Kiếm Thanh Huyên. Thiên Mệnh lên tiếng, hồn tới đây. Nàng vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên khẽ rung lên, linh hồn của tiểu hồn lại được ngưng tụ một lần nữa. Không phải linh hồn mới mà là linh hồn cũ trở về. Thấy vậy, trong mắt Đạo Huyền Nhất tràn đầy vẻ không thể tin được. Cải từ hồi sinh. Đạo Huyền Nhất không nhịn được nói, ngươi, làm bằng cách nào vậy? Tay phải của Thanh Nhi chợt vung lên. Vút. Linh hồn của Đạo Huyền Nhất bay thẳng đến cuối tinh không vô tận. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Dương Niệm Tuyết cứng ngắc, có vẻ tính tình của Thiên Mệnh đúng là không tốt lắm. Kiếm Thanh Huyên trong tay Thiên Mệnh rung nhẹ. Thiên Mệnh nhìn kiếm Thanh Huyên, nàng khép ngón tay lại nhẹ nhàng kẹp vào kiếm Thanh Huyên, sau đó vuốt dọc xuống dưới, trên thân kiếm xuất hiện hai chữ lớn, vô địch. Vô địch. Diệp Huyên ngẩn ra. Thiên Mệnh đặt kiếm Thanh Huyên trước mặt Diệp Huyên, ta đã cho nàng sinh mệnh mới, từ giờ phút này, dù huynh đạt đến trình độ nào, chỉ cần huynh dùng đến thanh kiếm này thì nàng sẽ cưỡng ép khiến thực lực của huynh tăng thêm hai cảnh giới lớn. Không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Không chỉ vậy, từ giờ phút này, thanh kiếm này đã có tuế nguyệt chi lực, chỉ cần huynh huy động tuế nguyệt chi lực thì sẽ có thể phá được mọi pháp trên thế gian, mọi đạo trên thế giới, không những thế từ giờ kiếm này còn vạn pháp bất xâm, vạn đạo không thể trấn áp, năm tháng không thể hủy diệt. Nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Kiếm Thanh Huyên sắp vô địch rồi ư. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay tới trước mặt Thiên Mệnh. Tiểu tháp ta sẵn lòng xông pha khói lửa vì tiểu chủ, chết cũng không từ chối. Ta không chết, tiểu chủ không chết, nếu tiểu chủ chết thì phải tiểu tháp ta chết trước, vì tiểu chủ nhân, ta đều dám lắm. Diệp Huyên. Dương Niệm Tuyết nhìn tiểu tháp, ngươi sẽ bị đánh chết đấy. Tiểu tháp. Thiên Mệnh nhìn tiểu tháp nhưng không nói gì. Tiểu tháp trần trừ giây lát rồi nói tiếp, Thiên Mệnh tỷ tỷ, ta không muốn chỉ làm một tòa tháp nữa. Vẻ mặt Thiên Mệnh bình tĩnh, vậy ngươi muốn gì? Tiểu tháp lập tức đáp, ta muốn làm một tòa tháp vô địch. Thanh Nhi. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, mẹ kiếp, chẳng phải vẫn là tháp đấy sao? Làm ông đây còn tưởng ngươi muốn làm người. Thiên Mệnh xòe tay, tiểu tháp nằm trong tay nàng, nàng chạm nhẹ vào thân tiểu tháp khẽ rung, giây tiếp theo thân tháp của nó bắt đầu có sự thay đổi về chất. Ban đầu, thân tháp có màu vàng. Nhưng lúc này thân tháp đã dần chuyển sang màu tím sẫm. Thiên Mệnh nhìn tiểu tháp, ta định dùng kiếm khí cải tạo thân tháp cho ngươi, nhưng ngươi quá yếu, không thể chịu được uy lực từ kiếm khí của ta, vì thế ta khống chế lực lượng của kiếm khí, chỉ dùng chưa đến 1/100.000.000 tỷ. Nghe đến đây, Dương Niệm Tuyết há hốc mồm, miệng đủ nhét vừa một quả trứng. Diệp Huyên cũng hơi ngẩn ra. 1/100.000.000 tỷ. Đầu óc hắn choáng váng. Tiểu tháp chợt hỏi, Thiên Mệnh tỷ tỷ, 1/100.000.000 tỷ là bao nhiêu? Thiên Mệnh im lặng. Tiểu tháp lưỡng lự một lúc rồi nói, Thiên Mệnh tỷ tỷ, khoảng cách giữa ta và tỷ còn bao nhiêu nữa?
Tỷ nói thật cho ta đi, tiểu tháp ta có thể chịu được bất kỳ đả kích nào. Thiên mệnh nhìn tiểu tháp, 100 triệu lần. Câu này đồng âm với câu một chút thôi. Một chút thôi. Tiểu tháp phấn khích, thiên mệnh tỷ tỷ, tỷ không lừa ta chứ. Thiên mệnh gật đầu. Tiểu tháp bật cười lớn tiếng, thiên mệnh tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó tiểu tháp ta sẽ vượt qua tỷ. Thiên mệnh. Dương Niệm Tuyết khẽ thở dài. Não của tiểu tháp có thể vứt được rồi. Như nghĩ tới điều gì, Dương Niệm Tuyết vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng kéo nhẹ ống tay áo của hắn rồi khẽ hỏi, lão đệ, đệ đồng ý với tỷ rồi đó, kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyên do dự, Thanh Nhi, có thể làm cho tỷ ta một thanh kiếm không? Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ từ chối. Nhưng tỷ tỷ của mình thì khác. Nếu vừa rồi không có tỷ tỷ cố gắng bảo vệ thì hắn đã chết lâu rồi. Thanh Nhi nhìn Dương Niệm Tuyết, suy tư một lúc mới hỏi, cô muốn kiếm như thế nào? Dương Niệm Tuyết vội đáp, thế nào cũng được, tùy cô cho. Thiên mệnh gật đầu, xòe tay ra, trong tích tắc, cả chung thế giới đều rung chuyển, sau đó vô số bông hoa tuyết bay lên từ khắp nơi, khi những bông hoa tuyết này bay vào chung thế giới, nhiệt độ của nơi đây thoáng chốc giảm xuống. Lúc này, một luồng kiếm khí xuất hiện trước mặt thiên mệnh, còn những bông hoa tuyết kia thì bay vào trong luồng kiếm khí ấy, không lâu sau, kiếm băng tuyết được hình thành từ hoa tuyết xuất hiện trước mặt thiên mệnh. Thiên mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, lấy tuyết làm thân kiếm, lấy kiếm khí của ta làm hồn. Nói rồi nàng đặt thanh kiếm trước mặt Dương Niệm Tuyết. Dương Niệm Tuyết vội vàng nắm lấy, hai mắt nàng sáng lên, cầm kiếm trong tay lạnh nhưng không buốt, không biết có mạnh hay không, nhưng rất đẹp. Hơn nữa còn là tuyết, tên của nàng là Dương Niệm Tuyết, nàng rất thích thanh kiếm này. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Dương Niệm Tuyết chợt hỏi, thiên mệnh đại lão, kiếm khí vừa rồi cô đã dùng bao nhiêu phần lực vậy? Thiên mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, cô chắc chắn muốn biết chứ. Dương Niệm Tuyết lập tức lắc đầu, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Nói đến đây, nàng cười khổ, thiên mệnh đại lão, trên đời này có gì có thể chịu được toàn bộ lực lượng kiếm khí của cô không? Thiên mệnh gật đầu, có. Dương Niệm Tuyết hơi tò mò, là gì vậy? Thiên mệnh nhìn Dương Niệm Tuyết, thân thể của một cô bé rất kiêu ngạo. Cô bé rất kiêu ngạo. Lúc đầu Dương Niệm Tuyết còn sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt nàng thay đổi rất nhiều, mẹ kiếp. Là nhị nha. Nhị nha. Nghe thiên mệnh nói vậy, Diệp Huyên cũng hơi xấu hổ. Nhị nha. Nếu lấy thân thể của nhị nha làm thân kiếm, sau đó lấy kiếm khí của Thanh Nhi làm hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên chợt thấy hơi hổ thẹn. Nhị nha là người rất nghĩa khí. Không được nghĩ như vậy. Dương Niệm Tuyết nhìn thiên mệnh, trong lòng bắt đầu thấy hơi lo lắng cho nhị nha. Cô nhóc nhị nha cái gì cũng tốt, chỉ là không thích nhận sai cho lắm, vịt chết còn mạnh miệng, cho dù đánh không lại thì cô bé cũng sẽ đánh trước rồi mới nói. Lúc này, thiên mệnh nhìn Diệp Huyên nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên giật mình, sau đó vội hỏi, đi đâu? Thiên mệnh đáp, hệ Ngân Hà. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, Thanh Nhi, có thể nói cho ta biết muội làm gì ở hệ Ngân Hà không? Thiên mệnh im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không thể nói à? Thiên mệnh lắc đầu, đương nhiên có thể nói, ta tới hệ Ngân Hà để khống chế một người. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, một người, khống chế. Thiên mệnh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng bảo, muội có thể giết được đối phương không? Thiên mệnh trả lời, hơi phức tạp. Phức tạp. Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi còn thấy có chút phức tạp, xem ra chuyện này rất không đơn giản. Thiên mệnh khẽ nói, huynh thay đổi rất nhiều. Thực ra nàng hơi bất ngờ. Nàng cứ nghĩ Diệp Huyên sẽ xin mình chỉ bảo như trước đây, nhưng Diệp Huyên lại không làm vậy. Cuối cùng ca ca cũng đã trưởng thành. Diệp Huyên khẽ cười, trải qua trận chiến lúc trước, không chỉ thực lực của hắn mạnh lên nhiều mà tâm lý cũng có sự thay đổi rõ rệt. Nếu không ép buộc bản thân mình thì ngươi sẽ không bao giờ biết mình giỏi đến mức nào. Thanh Nhi chợt đi tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói, cố lên. Nói xong nàng ôm nhẹ Diệp Huyên rồi quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, Dương Niệm Tuyết bỗng lên tiếng, thiên mệnh đại lão, ta có thể hỏi cô một chuyện được không? Thanh Nhi nhìn Dương Niệm Tuyết, không nói gì.
Dương Niệm Tuyết hơi ngượng ngùng. Diệp Huyên cười bảo, hỏi đi. Dương Niệm Tuyết mau chóng quay lại tiểu tháp, lấy cuốn cổ tịch mà vị các chủ bí ẩn đó viết ra, mở trang đầu tiên rồi nói, thiên mệnh đại lão, cô thấy vũ trụ luận của các chủ này thế nào? Thanh Nhi nhìn thoáng qua cuốn cổ tịch, trầm mặc. Dương Niệm Tuyết còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Thanh Nhi chợt cất lời, kiến thức của người này hơn Niệm cô nương rất nhiều. Hơn Niệm cô nương rất nhiều. Nghe vậy, Diệp Huyên biến sắc. Phải nói là lúc này hắn có hơi sốc. Niệm tỷ. Trí tuệ và kiến thức của Niệm tỷ vô cùng nhiều, thật sự gần như là lợi hại nhất chỉ dưới tam kiếm. Mà kiến thức của vị các chủ bí ẩn này còn nhiều hơn cả Niệm tỷ. Nghịch thiên đến vậy ư? Lúc này, Thanh Nhi chợt rời mắt, nhìn sang Diệp Huyên, ta đi đây. Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyên, sau đó quay người rồi biến mất. Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết đều im lặng. Các chủ bí ẩn này đáng sợ đến vậy sao? Dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên vẻ lo âu. Thanh Nhi phải đi khống chế một người. Đột nhiên hắn thấy hơi lo lắng. Càng mạnh, hắn càng cảm thấy vũ trụ này không đơn giản. Thật sự là vô tận. Thanh Nhi, phụ thân và đại ca thật sự là nóc nhà của vũ trụ bao la này sao? Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Dương Niệm Tuyết chợt nói, lão đệ, ta cũng phải đi đây. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, tỷ cũng phải đi à? Dương Niệm Tuyết gật đầu, ta ra ngoài đã lâu, mẫu thân cũng sẽ lo lắng. Diệp Huyên do dự, tỷ về để kế thừa tài sản hả? Dương Niệm Tuyết bật cười, đúng thế. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, tỷ, đến lúc đó có thể chia cho đệ một ít không? Hơi hèn mọn. Dương Niệm Tuyết cười tinh nghịch, dễ thôi, dễ thôi. Nói xong, nàng ôm lấy Diệp Huyên, lão đệ cố lên, ta rất mong tới ngày đệ đánh bại được phụ thân. Nếu gặp khó khăn gì thì có thể tìm tỷ đây, tỷ đánh nhau không giỏi nhưng nhiều tiền, tỷ sẽ dùng tiền đập chết đối phương giúp đệ. Nói xong nàng xoay người biến mất ở cuối trời. Diệp Huyên im lặng, trong lòng hơi lưu luyến. Lúc này, bầu trời phía xa chợt nứt ra. Sau đó một cô gái thanh tú bước ra, nàng ta nhìn xung quanh một lượt rồi bảo, Vu Tiên hội trưởng phân hội của Tiên Bảo Các ở đâu? Vu Tiên ở phía dưới sửng sốt, sau đó vội vàng đáp, tại hạ ở đây, các hạ là. Cô gái thanh tú nhìn Vu Tiên, lấy ra một tấm lệnh bài, phụng lệnh các chủ, bắt đầu từ bây giờ ông không còn là hội trưởng nơi này nữa, hành vi của ông sẽ do hội trưởng lão xét xử. Nghe vậy, mặt Vu Tiên xám như tro tàn. Xong rồi. Lão biết tương lai của mình đã không còn nữa. Cô gái thanh tú quay đầu nhìn Diệp Huyên, mỉm cười lịch sự, Diệp công tử tôn quý, chuyện lần này là Tiên Bảo Các ta. Diệp Huyên chợt lấy lệnh huyền thiên ra ném đi như ném rác, ta khinh. Lệnh huyền thiên bị ném sang một bên, còn hắn thì quay người bỏ đi. Cô gái thanh tú. Cô gái thanh tú nhìn lệnh huyền thiên bị Diệp Huyên ném đi, khẽ thở dài. Chuyện của Vu Tiên đã phá hủy danh tiếng của Tiên Bảo Các. Lệnh huyền thiên. Đây là người được các chủ công nhận, mà Vu Tiên lại tự cho là mình thông minh, vi phạm quy tắc do các chủ đặt ra. Lúc này, cô gái thanh tú quay đầu nhìn Vu Tiên đang tái mặt ở bên cạnh, khả năng rất cao là ông sẽ bị phán tử hình, cho dù không bị phán tử hình thì ông cũng sẽ bị giam vĩnh viễn trong vô gian chi giới. Vu Tiên. Cô gái thanh tú lại nhìn người đàn ông áo bào đen bên cạnh, A Vũ, các chủ để ngươi và Vu Tiên một văn mọt võ cùng điều hành Tiên Bảo Các ở nơi này, Vu Tiên không tuân theo các chủ, vì sao ngươi cũng không tuân theo? A Vũ hơi cúi người, thượng sứ, A Vũ biết sai rồi. Cô gái thanh tú lắc đầu, hội trưởng lão đã quyết định, bắt đầu từ bây giờ thu hồi lại mọi thứ của ngươi, bao gồm của tu vi của ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Nếu có thì hiện tại ta có thể chưa làm vội để ngươi kháng nghị. A Vũ cúi người thật sâu, thượng sứ, ta không phản đối gì. Cô gái thanh tú gật đầu, xòe tay ra rồi ấn nhẹ, khí thế trên người A Vũ đột nhiên tan biến như thủy triều. Không lâu sau ông ta đã hoàn toàn trở thành người bình thường. Sau khi trở thành người bình thường, khuôn mặt ông ta gần như trở nên già nua ngay lập tức. Tuổi thọ hiện giờ của ông ta chỉ còn chưa đầy 10 năm. Sắc mặt A Vũ tái nhợt, ông ta không dám nói gì. Cuộc đời này không còn gì nữa rồi.
Dù không cam tâm, nhưng ông ta không oán hận, bởi vì mọi thứ của ông ta đều do Tiên Bảo Các ban cho. Nếu không có Tiên Bảo Các thì ông ta cũng chỉ là người bình thường, không thể có được địa vị như hiện giờ. Cô gái thanh tú nhìn A Vũ, khẽ thở dài trong lòng. Thật ra A Vũ đáng lẽ phải chết. Không tuân theo mệnh lệnh của các chủ. Đây là tội nặng hàng đầu của Tiên Bảo các chủ là sự tồn tại như thần, sự tôn kính của hội trưởng lão đối với các chủ là điều người bình thường không thể tưởng tượng được. Lần này xảy ra chuyện như thế này ở đây, hội trưởng lão sốc nặng, mấy ông lão bế quan mấy vạn năm cũng phải xuất quan. Phẫn nộ. Nàng ta chưa thấy hội trưởng lão tức giận đến vậy bao giờ. Một hội trưởng phân hội nho nhỏ mà lại dám không tuân theo lệnh của các chủ, đây là điều họ không thể chịu nổi. Cô gái thanh tú nhìn Vu Tiên, khẽ lắc đầu. Vu Tiên là kẻ chủ mưu, e là cầu sống không được, muốn chết cũng không xong. Cô gái thanh tú không để ý đến hai người nọ nữa, nhặt lệnh Huyền Thiên Diệp Huyên ném dưới đất lên rồi biến mất trên bầu trời. Sau khi cô gái thanh tú biến mất, hai người áo đen xuất hiện đưa Vu Tiên đi. Ở nơi nào đó trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, khép hờ đôi mắt. Chí tôn. Xét về cảnh giới, bây giờ hắn đang là chí tôn cảnh, hơn nữa còn là chí tôn có thể chiến đấu được với cường giả vĩnh bất hủ cảnh. Lúc này Diệp Huyên thấy hơi cảm khái. Ép bản thân. Trận chiến với đạo huyền nhất lúc trước, là trận chiến đầu tiên hắn không gọi ai hỗ trợ trong nhiều năm qua. Không đánh lại. Thực ra lúc đầu hắn đã tuyệt vọng vài lần. Thật sự không đánh lại. Nhưng không đánh lại thì nên bỏ cuộc sao? Thực ra con người ấy mà, điều đáng sợ nhất không phải tuyệt vọng, cũng không phải không làm được gì, mà là từ bỏ. Dù là đường cùng thế nào, chỉ cần không từ bỏ thì sẽ có hy vọng. Nhưng nếu người từ bỏ, cho dù không vào đường cùng thì cũng đi đời. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lắc đầu cười. Nhìn lại quá khứ, trước đây hắn đúng là kẻ cà lơ phất phơ, không thiết thực, không hề có ý chí của cường giả. Hắn cũng nên trưởng thành rồi. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn xòe lòng bàn tay, tiểu hồn xuất hiện trong tay hắn, tiểu hồn, sau này ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì nữa đâu. Tiểu hồn nói, sau này có chuyện gì thì để tiểu tháp gánh đi. Diệp Huyên. Tiểu tháp cười ha hả, ta gánh thì ta gánh, bây giờ ta chẳng sợ gì hết. Diệp Huyên. Tiểu hồn. Lúc này, Diệp Huyên chợt xòe lòng bàn tay ra. Một chiếc hộp đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là chiếc hộp hắn lấy ra từ Tiên Bảo Các. Trong chiếc hộp này có gì đây? Diệp Huyên tò mò mở hộp ra, trong hộp có một vũ khí kỳ lạ với hình dạng khá kỳ quái, toàn thân màu đen, nửa trước như một cái ống, dài bằng cánh tay người lớn, nửa sau thì không phải cái ống nữa. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, đậu má, đây chẳng phải súng sao? Diệp Huyên nhíu mày, thương. Trong tiếng Trung, thương đồng âm với súng. Tiểu tháp nghiêm giọng đáp, đúng. Diệp Huyên hơi khó hiểu, thương khác cái này mà. Tiểu tháp nói, đây là súng của hệ Ngân Hà, không phải thương ở đây. Của hệ Ngân Hà. Diệp Huyên quan sát khẩu súng trong hộp, ngờ vực hỏi, tiểu tháp, thứ này có lợi hại không? Tiểu tháp trầm giọng bảo, ở hệ Ngân Hà, nó rất lợi hại, nhưng với người tu luyện cấp bậc như mọi người thì thứ này không có tác dụng gì. Đương nhiên, thứ này có thể là do các chủ đó để lại, hẳn là có chỗ khác biệt. Diệp Huyên hỏi, vật này dùng thế nào? Tiểu tháp cười đáp, rất đơn giản, cứ lên mặt, á nhầm, cứ lên nòng, nạp đạn là dùng được. Diệp Huyên nhìn vào trong chiếc hộp, trong đó còn có một chiếc hộp nhỏ nữa, hắn mở ra thì thấy bên trong có 10 vật nhọn dài chừng 2 ngón tay cái. Tiểu tháp nói luôn, đây chính là đạn. Diệp Huyên nhìn mấy viên đạn đó, hắn phát hiện trên thân những viên đạn này đều có phù văn kỳ lạ, trên đầu những viên đạn này còn có một chấm nhỏ màu đỏ như máu, vô cùng kỳ quái. Diệp Huyên ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn nạp đạn, đạn vừa mới vào súng, thân súng bỗng rung lên kịch liệt, tiếp đó, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong súng, mời bổ sung linh khí. Linh khí, Diệp Huyên chần chừ rồi hỏi, người biết nói à? Giọng nói đó lại vang lên. Xin đừng nói lời thừa thãi, muốn bắn thì hãy bổ sung linh khí. Mặt Diệp Huyên đen xì, mẹ nó chứ, kiêu ngạo vậy à?
Diệp Huyên không so đo với nó nữa, lấy một tinh mạch ra, hắn vừa lấy ra đã bị khẩu súng hấp thu, khẩu súng đó nói, linh khí chỉ đủ 1/1000, uy lực chỉ có 1/1000, có bắn không? Diệp Huyên hỏi, uy lực chỉ chưa đến 1/1000. Giọng nói đó lại vang lên, đúng, linh khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Diệp Huyên nghiêm nghị bảo, nếu đủ linh khí thì uy lực sẽ mạnh nhường nào. Khẩu súng lại nói, một phát súng bắn chết ngươi, hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyên nổi giận đùng đùng, ngươi có thể đừng kiêu ngạo như vậy nữa được không? Ngươi có biết thân thể ta mạnh nhường nào không? Giọng nói lại vang lên, ngươi đừng bốc phét với ta, có bản lĩnh thì thử đi. Diệp Huyên nói ngay, thử thì thử. Tiểu Tháp cười, xử nó đi, để nó biết thân thể của tiểu chủ đáng sợ nhường nào. Diệp Huyên lấy 1000 tinh mạch ra, chỉ trong chốc lát đã bị khẩu súng hấp thu hết. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên hơi thay đổi. Lúc này, khẩu súng chợt bùng phát ra một luồng ánh sáng trắng ấy lan dọc từ đuôi súng đến đầu súng, đồng thời giọng nói ấy cũng vang lên, có thể bắt đầu được rồi. Diệp Huyên do dự, sau đó lấy tiểu tháp ra, đặt nó trước họng súng, tới đi. Tiểu tháp khuỳnh lên, gì vậy tiểu chủ, người có ý gì thế? Diệp Huyên cười ngượng, tiểu tháp, người cứng hơn ta, người thử đi. Tiểu tháp trầm giọng bảo, tiểu chủ, có phải người sợ không? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, sao thế được? Tiểu tháp, người được cải tạo từ kiếm khí của Thanh Nhi, người mà phải sợ thứ này sao? Tiểu tháp khẽ đáp, ta không sợ, nhưng không cần thiết. Ta không thử, muốn thử thì người đi mà thử. Mặt Diệp Huyên đen kịt, bây giờ tiểu tháp không còn dễ lừa nữa rồi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì lúc này cô gái thanh tú lúc trước chợt xuất hiện, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi khẽ cúi đầu, Diệp công tử. Ta tới để. Diệp Huyên chợt hỏi, cô nương, cô ở cảnh giới nào? Cô gái thanh tú khẽ mỉm cười, bán bộ vô lượng. Bán bộ vô lượng. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyên giật giật, chết tiệt, không ngờ người phụ nữ lại là bán bộ vô lượng. Còn mạnh hơn cả đạo huyền nhất. Cô gái thanh tú lại nói, công tử, ta đến để xin lỗi. Diệp Huyên im lặng giây lát rồi giơ khẩu súng trong tay lên. Cô có biết thứ này không? Cô gái thanh tú nhìn khẩu súng trong tay hắn, lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, chưa thấy bao giờ. Cô gái thanh tú lại nhìn lần nữa, lắc đầu, chưa thấy bao giờ. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, ta tình cờ có được thứ này, không biết uy lực thế nào. Cô nương có thể cho ta bắn thử một phát được không? Cô gái thanh tú hơi ngẩn ra, sau đó cười hỏi, Diệp công tử muốn thử uy lực của thứ này à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái thanh tú suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Trước khi đến nàng ta còn hơi đau đầu phải làm sao mới có thể khiến Diệp Huyên lượng thứ rồi bỏ qua cho. Hiện giờ Diệp Huyên đưa ra yêu cầu này vừa hay đúng ý nàng ta. Lần này nàng ta giúp Diệp Huyên một việc, sau đó chắc chắn mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Thấy cô gái thanh tú đồng ý, Diệp Huyên khẽ cười, cầm súng chỉ vào nàng ta, cô nương cẩn thận nhé. Cô gái thanh tú bảo, bắn đi. Diệp Huyên đang định bóp cò thì tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, người cầm súng ngược rồi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, hắn vội vàng quay đầu súng lại, nhắm chuẩn vào cô gái thanh tú phía xa rồi bóp cò. Bằng. Một tia sáng trắng bắn ra, tinh không mấy trăm vạn dặm lập tức bị hủy diệt. Xa xa, cô gái thanh tú đang cười nhẹ bỗng co rụt con ngươi, ngay sau đó nàng tay giơ hai tay lên chắn trước người, nhưng giây tiếp theo nàng ta đã bay ra ngoài, biến mất hẳn khỏi tầm mắt của Diệp Huyên. Cùng lúc đó, viên đạn mang theo một luồng khí mạnh mẽ quét về nơi sâu trong tinh không với tốc độ cực nhanh, trong nhát mắt biến mất ở tận cùng vũ trụ bao la. Bay thẳng ra khỏi chung thế giới. Giờ phút này, bản thân Diệp Huyên cũng lui về phía sau mấy chục vạn trượng, bởi lực giật của phát bắn vừa rồi quá kinh khủng. Điều đáng sợ nhất là sau khi hắn dừng lại, cả cánh tay phải đã nổ tung, người hắn nứt ra như tấm mạng nhện. Diệp Huyên choáng váng. Thứ này là gì? Lúc này, tiểu tháp chợt nói, thứ này khác với súng mà ta từng thấy. Ở phía xa, Diệp Huyên dùng tay trái đang run rẩy vuốt ve khẩu súng trước mặt. Nhẹ giọng nói, tiểu tháp, ta quyết định bỏ kiếm, chuyển sang làm tu súng. Tiểu tháp.
Không thể không nói, Diệp Huyên thật sự thấy ngạc nhiên. Uy lực của thứ này vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chưa nói tới cô gái kia, chỉ với thân thể của hắn lúc này đã vượt qua giới hạn của bất hủ cảnh rồi. Nhưng lại dễ dàng bị đánh nứt như thế. Hơn nữa còn chỉ là lực đàn hồi mà thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn xong, hắn lập tức xa sầm mặt. Vì hắn đã không cảm nhận được hơi thở của cô gái kia nữa. Chẳng lẽ đã chết rồi? Lúc này, một hư ảnh nhẹ nhàng đi tới từ cuối tinh không xa xôi. Chính là cô gái thanh tú kia, nhưng lúc này, thân thể của nàng ta đã không còn. Hơn nữa linh hồn còn cực kỳ hư ảo. Nhìn cô gái vô cùng yếu ớt trước mặt, Diệp Huyên không khỏi cảm thấy áy náy, hắn suýt chút giết chết người ta rồi. Thật ngại quá. Cô gái thanh tú nhìn về phía Diệp Huyên, tỏ vẻ ngỡ ngàng, Diệp công tử có phải cậu hơi mạnh tay rồi không? Diệp Huyên. Cô gái thanh tú nhìn cây súng trong tay Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, thứ này là. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, đây là các chủ của các cô đưa cho ta. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, hình như là người lấy đi mà. Diệp Huyên nghiêm túc đáp trong lòng, người không nói, ta không nói thì ai biết được. Tiểu Tháp im lặng một lát rồi đáp, cũng hợp lý. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái thanh tú kia nghi ngờ hỏi, các chủ đưa. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái thanh tú mới thả lỏng, chẳng trách lại đáng sợ như thế. Diệp Huyên nhìn về phía nàng ta, cô nương xưng hô thế nào? Cô gái thanh tú khẽ mỉm cười, Thanh Liên. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Thanh Liên cô nương, khi nãy cô đã sử dụng tất cả sức mạnh chưa? Cô gái thanh tú gật đầu, có. Hơn nữa ta còn sử dụng cả một lá phủ giữ mạng. Diệp Huyên hỏi, vũ khí này có thể giết chết cường giả vô lượng cảnh sao? Cô gái thanh tú hơi do dự, sau đó nói, e là khá khó đấy. Khó. Lúc này, trong cây súng kia đột nhiên vang lên một giọng nói, nếu đủ linh khí, cường giả vô lượng cảnh chỉ là rác rưởi. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tên gì? Giọng nói kia đáp, tiểu thương, thương bằng súng. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, các chủ của các ngươi đặt cho ngươi à? Tiểu thương nói, đúng thế. Diệp Huyên cười, các chủ của các ngươi giống ta thật, ta cũng thích đặt tên đơn giản. Tiểu thương chợt nói, ta đã tự đặt cho mình một cái tên khác. Diệp Huyên hơi tò mò, tên gì? Tiểu thương trả lời, đại thương, nghe hay không? Nét mặt Diệp Huyên trở nên cứng đờ. Con mẹ nó, có khác gì nhau à? Lúc này, Thanh Liên ở bên cạnh chợt cất lời, linh khí càng nhiều, uy lực của ngươi sẽ càng mạnh sao? Tiểu thương nói, đúng thế. Chỉ cần đủ linh khí, uy lực của ta sẽ tăng lên vô hạn. Thanh Liên nhìn tiểu thương, không nói gì thêm. Diệp Huyên cười nói, tiểu thương, vì sao chủ nhân của ngươi đặt ngươi trong thư phòng vậy? Nghe hắn hỏi thế, tiểu thương khẽ thở dài, ta cũng không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi biết nàng đi đâu rồi không? Tiểu thương khẽ đáp, không biết. Diệp Huyên lại nhìn về phía Thanh Liên lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyên im lặng. Các chủ của tiên bảo các này đúng là thần bí. Lúc này, Thanh Liên lên tiếng, Diệp công tử, chuyện lúc trước là do tiên bảo các chúng ta sai, chúng ta đã trừng trị vô tiên rồi, xin Diệp công tử bớt giận. Diệp Huyên cười nói, Thanh Liên cô nương, ta không giận. Thanh Liên chớp mắt, vậy xin Diệp công tử lấy lệnh huyền thiên về. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, việc này cũng không cần thiết đúng không? Thanh Liên nhìn Diệp Huyên với vẻ oán trách, Diệp công tử, cậu xem đi, thân thể của ta cũng không còn rồi. Diệp Huyên. Thanh Liên đặt lệnh huyền thiên vào trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, chuyện này là lỗi của tiên bảo các ta, xin cậu rộng lòng tha thứ, đừng so đo với chúng ta. Nói xong, nàng ta nhìn cây súng, sau đó lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt vào tay Diệp Huyên, chút tấm lòng, Diệp công tử nhất định phải nhận lấy. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có khoảng 100.000 tinh thần mạch. Không thể không nói, đây là một số tiền lớn. Tinh thần mạch chứ không phải tinh mạch. Diệp Huyên bình tĩnh nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nghiêm túc nói, Thanh Liên cô nương nói gì thế này, Diệp Huyên ta cũng không phải kiểu người hẹp hòi.
Thanh Liên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta xin đại diện Tiên Bảo Các xin lỗi cậu một lần nữa, chuyện trước đây, sau này sẽ không xảy ra nữa, ta có thể đảm bảo với cậu. Diệp Huyên cười nói, Thanh Liên cô nương, mạn phép hỏi một câu, tổng bộ của các cô ở đâu? Thanh Liên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Liên cười khổ, ta thật sự không biết. Thật ra lúc trước chúng ta cũng cho rằng Tiên Bảo Các ở cổ thế giới chính là tổng bộ, nhưng sau đó mới phát hiện là hoàn toàn không phải. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngay cả cô cũng không biết tổng bộ của các cô. Thanh Liên gật đầu, chỉ có các chủ mới biết thôi, mà có lẽ đã lâu rồi chúng ta không gặp các chủ. Có điều, trước đó ta mới biết được một tin tức, hình như nàng từng xuất hiện ở Đại Hoang cổ giới. Diệp Huyên nhíu mày, Đại Hoang cổ giới. Thanh Liên gật đầu, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, tương truyền, nơi đó có khí vô lượng trong truyền thuyết, có thể giúp người ta đạt tới vô lượng cảnh. Khí vô lượng. Diệp Huyên quan sát Thanh Liên một lúc, sau đó nói, Thanh Liên cô nương, cô là bán bộ vô lượng sao? Thanh Liên gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nói, cổ thế giới các cô có cường giả vô lượng cảnh không? Thanh Liên cười đáp, có, ta hiểu ý của Diệp công tử, không nhất định là có khí vô lượng mới có thể đạt tới vô lượng cảnh, tu luyện bình thường vẫn làm được, có điều sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi mới tiếp tục, như thế cũng rất giống với thế tục, nếu sau lưng cậu có người chống lưng, chẳng phải sẽ nâng cao thực lực nhanh hơn nhiều à? Còn nếu không có ai chống lưng thì chỉ có thể cố gắng thôi, đúng không? Diệp Huyên. Thanh Liên lại nói, trên thế giới này có không ít người ưu tú, nhưng tài nguyên vẫn quan trọng hơn, không có tài nguyên tu luyện, cho dù có thiên phú đến mức nào cũng nửa bước khó đi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu, nếu ta có tài nguyên tu luyện, có lẽ ta đã áp đảo được tam kiếm rồi. Tiểu tháp. Thanh Liên khẽ mỉm cười, Diệp công tử, ta phải trở về báo cáo rồi. Tiếp theo cậu có dự tính gì không? Dự tính. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, khi nãy cô nương nói Đại Hoang cổ giới rất nguy hiểm sao? Thanh Liên gật đầu, đúng thế. Trả lời xong, nàng ta sửng sốt, Diệp công tử muốn đi đến Đại Hoang cổ giới sao? Diệp Huyên cười nói, đúng thế. Thanh Liên trầm giọng nói, với thực lực của Diệp công tử bây giờ, nếu đi đến đó thì e rằng. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta, đi trải nghiệm thôi. Thanh Liên thoáng do dự. Sau đó chỉ nói một câu, vậy Diệp công tử cẩn thận. Nói xong, nàng ta chắp tay, hẹn gặp lại. Diệp Huyên cười đáp, hẹn gặp lại. Thanh Liên xoay người biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thật sự muốn đi đến Đại Hoang cổ giới à? Diệp Huyên gật đầu, sao nào, người không muốn đi à? Tiểu tháp thoáng do dự. Sau đó hỏi, chúng ta có cần ra oai ở đây một chút rồi hẳn đi không? Diệp Huyên nói với vẻ ghét bỏ, xem ngươi kìa. Tiểu tháp cười ngượng ngùng, ta không biết nhìn xa trông rộng. Ta! Diệp Huyên đột nhiên nói, ít nhất phải ra oai một năm rồi hẳn đi. Tiểu tháp! Diệp Huyên cười to, sau đó biến mất ở cuối chân trời. Một canh giờ sau, Diệp Huyên đi tới trên một đỉnh núi. Ở đây có một học viện không biết tên. Diệp Huyên đi tới trước cửa học viện, vừa mới đến nơi, cửa đột nhiên mở ra, sau đó, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy nàng ta, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chào cô nương, ta đến tìm Niệm tỷ. Cô gái chớp mắt, ngươi là Diệp Huyên à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cô gái cười nói, ngươi đến chậm rồi. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại thế? Cô gái giải thích, Niệm tỷ đã dẫn theo mấy người nhóm An cô nương đến Đại Hoang cổ giới rồi. Đại Hoang cổ giới? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các nàng đi đến đó làm gì? Cô gái cười đáp, Niệm tỷ nói các nàng cần đột phá vô lượng cảnh, vì thế bèn dẫn theo các nàng đi tới nơi đó. Đại Hoang cổ giới? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ta biết rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này cô gái đột nhiên nói, này, đợi đã. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía nàng ta, sao thế? Cô gái chớp mắt, hé miệng cười, Niệm tỷ nói người rất mặt dày, có thật là thế không? Nghe vậy, Diệp Huyên đen mặt, cô cảm thấy ta mặt dày không? Cô gái quan sát Diệp Huyên,
sau đó cười hì hì, không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi rất đẹp trai. Diệp Huyên giơ ngón tay cái, cô nương, cô đúng là tinh mắt, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Cô gái che miệng cười khẽ, ngươi đúng là mặt dày thật. Diệp Huyên cười to, sau đó xoay người ngự kiếm, hắn ngự kiếm di chuyển mấy vòng trên không trung, thể hiện một chút rồi mới biến mất ở cuối chân trời. Bên dưới, cô gái nhìn mấy vết kiếm trên chân trời, cảm thán, đẹp trai quá đi mất. Diệp Huyên ngự kiếm di chuyển trong tinh không vô tận, lần này, đích đến của hắn là Đại Hoang Cổ Giới. Vì sao lại đến Đại Hoang Cổ Giới? Khác với trước kia, lần này hắn là chủ động muốn đâm đầu vào nguy hiểm. Khiêu chiến bản thân. Ép buộc bản thân. Hắn muốn khiêu chiến giới hạn của bản thân. Trải qua chuyện lúc trước, Diệp Huyên biết hắn không thể tiếp tục làm một vua dựa dẫm nữa. Khác với trước kia, lần này hắn không phải chỉ có suy nghĩ đó, mà là hoàn toàn giác ngộ rồi. Bây giờ vô dụng bao nhiêu, sau này sẽ bất đắc dĩ bấy nhiêu. Nếu không ép buộc bản thân, sẽ mãi mãi không biết bản thân xuất sắc đến mức nào. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, dù chúng ta đều đã đột phá, nhưng nếu đến một nơi khác, e rằng chúng ta sẽ lại biến thành những người yếu nhất. Diệp Huyên cười nói, lần này, chắc chắn ta sẽ không dựa vào Thanh Nhi nữa, nếu ta lại bảo Thanh Nhi xuất hiện giúp ta thì ta sẽ không mang họ Diệp. Nói xong, hắn biến mất ở cuối tinh không, Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, ta cảm thấy người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta. Diệp Huyên. Đại Hoang Cổ Giới. Trong một dãy núi nào đó có hai cô gái chậm rãi bước đi. Hai người này chính là Mộ Niệm Niệm và An Lan Tú. Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô sơn cao vút trong mây, khẽ mỉm cười, sắp đến rồi. An Lan Tú cũng nhìn về phía ngọn núi kia, khẽ nói, Niệm tỷ, với thực lực của tỷ hoàn toàn không cần thiết phải ở đây. Đúng không? Mộ Niệm Niệm nhếch môi, ta đi cùng với muội. An Lan Tú quay đầu nhìn Mộ Niệm Niệm, vì sao? Mộ Niệm Niệm cười đáp, ta rất thích muội. An Lan Tú im lặng. Mộ Niệm Niệm vỗ nhẹ lên vai An Lan Tú, khẽ nói, thiên phú của muội tốt hơn tiểu tử kia rất nhiều, nhưng muội biết vì sao muội không thể vượt qua hắn, cho dù vượt qua, muội cũng sẽ nhanh chóng xoay ngược tình thế không? An Lan Tú lắc đầu. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, là vì hắn có chỗ dựa. An Lan Tú. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, sau đó nói, tổn thương không? An Lan Tú gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, thật ra còn một nguyên nhân khác nữa, đó là quá trình của muội và hắn không giống nhau. Muội từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn hắn thì lại quá khó khăn, trông hắn cả lơ phất phơ, không bao giờ nghiêm chỉnh là thế, nhưng ta từng điều tra về hắn, những gì hắn đã phải chịu khi còn bé, người bình thường không thể nào chịu được. Cũng vì lý do đó nên ý chí của hắn kiên định hơn hẳn người thường. Nói đến đây, nàng im lặng một lát rồi mới tiếp tục, tiếc là thiên mệnh cô nương không thể kiên trì, cuối cùng vẫn lựa chọn xuất hiện, khiến hắn có cảm giác lệ thuộc. An Lan Tú gật đầu. Diệp Huyên trước đây thật sự không giống với Diệp Huyên bây giờ. Vẫn là một người, nhưng Diệp Huyên bây giờ thật sự không được nghiêm chỉnh, còn Diệp Huyên trước kia thì lại rất nghiêm túc. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu gặp Diệp Huyên, lúc đó hắn tựa như một con chó sói, trên người luôn tản ra sự khát máu như muốn cắn người, nhưng lại không mất đi vẻ dịu dàng. Đặc biệt là tình cảm của hắn với muội muội khiến nàng phải cảm thấy hâm mộ. Một người đàn ông vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Mộ Niệm Niệm lại nói, bây giờ thiên mệnh cô nương và phụ thân của hắn đã thay đổi hắn rồi. An Lan Tú nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, thay đổi hắn. Mộ Niệm Niệm gật đầu, khiến hắn dựa dẫm vào họ. An Lan Tú trầm giọng nói, Niệm tỷ, đã xảy ra chuyện gì thế? Mộ Niệm Niệm cười giải thích, thiên mệnh cô nương tự mình đi tới hệ Ngân Hà là vì trấn áp sự tồn tại của người nào đó. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, hai chúng ta đừng nên bận tâm quá nhiều chuyện. Vì có một số chuyện, dù là ta cũng phải cảm thấy tuyệt vọng, cho nên vẫn nên để ba người họ lo nghĩ cho tương lai của tiểu tử kia đi. An Lan Tú nhìn Mộ Niệm Niệm, sau này ta có thể giúp được gì không? Mộ Niệm Niệm im lặng một lát rồi nói, muốn giúp à? An Lan Tú gật đầu. Mộ Niệm Niệm cười nói, vậy thì phải cố gắng, chỉ cần cố gắng là sẽ có hy vọng.
An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía cô Sơn, ánh mắt của nàng càng trở nên kiên định hơn, ngay sau đó, nàng bắt đầu tăng tốc. Mộ Niệm Niệm nhìn bóng lưng cô độc của An Lan Tú phía xa, khẽ thở dài, tiểu tử, sau này ngươi không được phụ lòng nha đầu này đâu. Nàng vì ngươi mà đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Không lâu sau đó, An Lan Tú đã đi tới dưới cô Sơn. Lúc này, một hư ảnh xuất hiện trên ngọn núi, trên lưng hư ảnh kia đeo một thanh trường thương, nàng ta nhìn xuống An Lan Tú bên dưới, truyền thừa của cô Sơn không truyền cho người tầm thường. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh kia, nàng mở lòng bàn tay, một thanh trường thương xuất hiện, nàng chĩa thẳng trường thương về phía hư ảnh kia, ra sự An Võ Thần, hôm nay đến đây không phải vì truyền thừa, chỉ muốn đánh một trận. Nàng đến để chiến đấu, không phải đến vì truyền thừa. Hư ảnh trên cô Sơn cất tiếng cười to, thú vị đấy. Ha ha. Dứt lời, nàng ta nhảy lên cao, cầm thương lao xuống, chẳng mấy chốc, một khí thế vô cùng đáng sợ đã áp đảo xuống từ nơi chân trời, khiến thiên địa rung động. Bên dưới, An Lan Tú híp mắt, ngay sau đó, nàng cũng bay lên cao. Diệp Huyên đang ngự kiếm trong một vùng tinh không nào đó. Hắn nhìn về phía tinh không xa xôi, khẽ nói tiểu An. Thật ra hắn thấy hơi nhớ An Lan Tú. An Lan Tú là cô gái đầu tiên khiến hắn động lòng, hắn không thể nào miêu tả được cảm giác lần đầu tiên gặp An Lan Tú năm đó. Nhưng khi đó, hắn vì phải chăm sóc muội muội nên cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Lúc này, tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Diệp Huyên cười đáp, người còn khách sáo cái gì? Hỏi đi. Tiểu tháp nói, người có nhiều nữ nhân như vậy, thế người thích ai nhất? Diệp Huyên hỏi lại, câu trước ngươi nói gì nhỉ? Tiểu tháp nhắc lại, ta có thể hỏi người một vấn đề không? Diệp Huyên đột nhiên nói, cút. Tiểu tháp. Diệp Huyên đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở sâu trong tinh không vũ trụ. Ba ngày sau, Diệp Huyên đến được đại hoang cổ giới. Vừa đi vào, một cô gái váy trắng đã chặn trước mặt hắn, cô gái váy trắng có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ. Trước cong sau vểnh, nhìn rất thích mắt. Đương nhiên Diệp Huyên hắn cũng không phải loại người như thế, hắn chỉ nhìn mấy lần rồi rời mắt đi. Cô gái váy trắng khẽ mỉm cười, khi nãy công tử nhìn ta mấy lần, ánh mắt chủ yếu tập trung ở ngực, eo. Nhưng ánh mắt công tử rất trong sạch, không chứa đựng ý nghĩ xấu, khiến ta cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Huyên lập tức trả lời, đương nhiên, Diệp Huyên ta đã thoát khỏi những thứ dung tục kia rồi, quan sát bất cứ thứ gì đều sử dụng con mắt nghệ thuật. Cô gái váy trắng che miệng cười khẽ, công tử, người đúng là biết điều. Dứt lời, nàng ta bắt đầu tự giới thiệu, công tử, ta tên Tang Dư. Là một quản sự của Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Nghe nàng ta nói thế, Diệp Huyên sửng sốt. Nơi này cũng có Tiên Bảo Các. Tang Dư cười nói, thấy thái độ của công tử, có lẽ cũng biết đến Tiên Bảo Các ta. Diệp Huyên cười nói, Tiên Bảo Các giải rác khắp chư thiên vạn giới. Có ai mà không biết chứ? Tang Dư cười duyên dáng, công tử, đây là lần đầu tiên ngươi đến đại hoang cổ giới đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tang Dư chớp mắt, sau đó nói, vậy công tử có muốn hiểu thêm về đại hoang cổ giới không? Diệp Huyên cười hỏi, bao nhiêu tinh thần mạch? Tang Dư cười đáp, công tử đúng là thẳng thắn. Nếu tìm hiểu đơn giản thì chỉ cần 5 tinh thần mạch, tìm hiểu chi tiết thì là 20 tinh thần mạch. Còn nếu muốn tìm hiểu sâu sẽ mất 50 tinh thần mạch. 50 tinh thần mạch. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp. Tiên Bảo Các này đúng là biết cách kiếm tiền. Nếu hôm nay có nhiều người hơn đến đây, không phải Tiên Bảo Các sẽ kiếm được một khoản sao? Các chủ của Tiên Bảo Các chắc chắn chính là một phú bà siêu cấp, có lẽ còn giàu hơn của Tuyết Tỷ rất nhiều. Lúc này, Tang Dư cười hỏi lại, công tử có nhu cầu không? Diệp Huyên cười khẽ, đang định đáp lời thì có một giọng nói vang lên từ bên cạnh Tang Dư. Nghe thấy giọng nói này, Tang Dư nhíu mày, nàng ta quay đầu, bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Người đàn ông mặc trường bào trắng rộng rãi, tướng mạo anh tuấn, trong tay cầm một cây quạt xếp, có vẻ rất tao nhã. Người đàn ông đi tới trước mặt Tang Dư, khẽ mỉm cười, Tang Dư, cô lại ra ngoài chào hàng à? Tang Dư lạnh nhạt đáp, A Cải công tử,
đây là công việc của ta. A Cải khẽ thở dài, ta đã nói với cô là ta sẽ nuôi cô mà. Tang Dư cười nói, ta thích dựa vào bản thân để có được thứ mình muốn. A Cải lại thở dài một lần nữa, Tang Dư, cô cần gì phải thế chứ? Tang Dư nhìn A Cải công tử, ta còn phải làm việc. Nói xong, nàng ta lại khẽ mỉm cười với Diệp Huyên, vị công tử này, công tử có cần không? Diệp Huyên nhìn hai người, quyết định không nhúng tay vào chuyện của người khác, đang muốn từ chối rời đi thì A Cải kia đột nhiên lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra. Hắn ta nhìn Tang Dư, chỉ cần cô đồng ý theo ta, 500 tinh thần mạch bên trong chiếc nhẫn chứa đồ này sẽ là của cô. Tang Dư lạnh lùng nói, A Cải công tử, ta không phải loại người như công tử nghĩ. A Cải lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ nữa, 1000 tinh thần mạch. Tang Dư nhìn chằm chằm A Cải, hơi tức giận nói, ngươi là đang sỉ nhục ta sao? A Cải lại lấy thêm một chiếc nhẫn chứa đồ, 5000. Tang Dư nhìn chằm chằm hắn ta, cút. Rõ ràng là nàng ta thật sự nổi giận rồi. Nghe vậy, trong mắt A Cải lóe lên ánh sáng lạnh, nữ nhân kia, cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Ánh mắt Tang Dư cũng tràn đầy ý lạnh, A Cải công tử, mong ngươi tôn trọng người khác. Trong mắt A Cải lộ vẻ khinh thường, cô chỉ là một quản sự thấp hèn, bản công tử thích cô là may mắn của cô, mà cô lại nhiều lần khiến bản công tử mất mặt, có phải ta nể mặt cô quá rồi không? Nói đến đây, hắn ta bèn muốn ra tay, nhưng lúc này, hình như hắn ta chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, còn chưa chịu cút à. Diệp Huyên chớp mắt, ta sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy ai phách lối như ngươi đấy. A Cải nhìn chằm chằm Diệp Huyên, bây giờ không phải đã gặp rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. A Cải nhìn chằm chằm hắn, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt của bản công tử trong 3 giây, nếu không. Phập. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm qua cổ họng của A Cải, một dòng máu tươi bắn ra. Nhìn thấy cảnh này, Tang Dư lập tức trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, A Cải kia cũng mang nét mặt không thể tin được, đầu óc trống rỗng. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt A Cải, hắn nhìn A Cải, khi nãy gió to, không nghe rõ lời ngươi nói, ngươi, lặp lại lần nữa đi. A Cải nhìn chằm chằm Diệp Huyên, phụ thân của ta là phó hội trưởng tiên bảo các nơi này, nếu ngươi dám động vào ta, ngươi. Diệp Huyên ngắt lời hắn ta, bây giờ ta bỏ qua cho ngươi. Sau này ngươi không được đến gây chuyện với ta. Được chứ? A Cải lập tức nổi giận, ngươi đang mơ mộng hão huyền à? Ngươi! Diệp Huyên lắc đầu, đi theo Thiên Diệp đi. Dứt lời, hắn vung một kiếm. Phụt! Đầu của A Cải lập tức rơi xuống. Thiên Diệp! Giết rồi! Thấy Diệp Huyên giết chết A Cải kia, Tang Dư lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng ta không ngờ thực lực của người đàn ông này lại đáng sợ như thế, nói giết là giết. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tang Dư nổi giận, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là nhi tử của phó hội trưởng tiên bảo các ta, nhi tử duy nhất, ngươi giết hắn, ngươi có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Diệp Huyên chớp mắt, sau đó tỏ vẻ sợ hãi, nhi tử của phó hội trưởng. Ta không biết, ta thấy hắn bắt nạt cô, cho nên ta. Tang Dư ngây người, sau đó nói, vì ta nên ngươi mới giết hắn ư. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó ngượng ngùng nói, vì cô đẹp. Tiểu tháp. Tang Dư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, mau đi đi. Diệp Huyên nhìn thi thể của A Cải, thắc mắc, vậy cô phải làm sao? Tang Dư không đáp, ta sẽ không sao. Diệp Huyên vội nói, hay là chúng ta cùng đi? Tang Dư nhìn về phía Diệp Huyên, bỏ trốn cùng ngươi ư? Diệp Huyên đang định đáp lời thì Tang Dư lắc đầu, nếu ta đi cùng ngươi, ngươi sẽ phải chết chắc, ngươi đi một mình thì còn có cơ hội sống. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Nhà đầu ngốc, nếu ta đi, cô mới phải chết chắc. Tang Dư nhìn Diệp Huyên, trong lòng chợt dâng lên thiện cảm khó hiểu. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một hơi thở đáng sợ. Nhìn thấy hơi thở này,
Sắc mặt Tang Dư lập tức trở nên tái nhợt, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó đưa cho hắn một lá bùa, đây là bùa truyền tống siêu phẩm, người dùng nó có thể di chuyển nhanh qua các tinh vực, mau đi đi. Diệp Huyên hỏi, vậy cô phải làm thế nào? Tang Dư nổi giận, ta là người của Tiên Bảo Các, bọn họ sẽ không làm gì ta. Nếu ngươi không đi thì ngươi chắc chắn sẽ chết, hơn nữa còn sẽ liên lụy đến người thân của ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho người thân chứ. Diệp Huyên im lặng. Suy nghĩ cho phụ thân và Thanh Nhi. Hắn cảm thấy hơi phí công. Vẫn nên suy nghĩ cho bản thân thì hơn. Lúc này, Tang Dư đột nhiên nổi giận, còn chưa chịu đi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì một ông lão đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy ông lão, sắc mặt Tang Dư lập tức trở nên tái mét. Người đó chính là Phó Hội trưởng Phân Hội Tiên Bảo Các, Anan. Anan nhìn thi thể của A Cải ở bên cạnh, ông ta im lặng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên, người có biết hắn là người của Tiên Bảo Các không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Anan nhìn chằm chằm Diệp Huyên, đã biết nhưng các hạ vẫn dám giết hắn, chứng tỏ thân phận của các hạ không hề tầm thường. Nói ta nghe kẻ chống lưng của ngươi, để lão phu mở mang tầm mắt nào. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, nếu người chống lưng của ta mạnh mẽ thì ông sẽ không làm khó ta, đúng không? Anan đáp, phải. Diệp Huyên gật đầu, ông từng nghe nói đến Tam Kiếm chưa? Anan nhíu mày, đó là thứ gì? Chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy có từng nghe nói đến thời gian chi chủ chưa? Anan híp mắt, đương nhiên là có. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta và ông ấy là huynh đệ kết nghĩa. Anan lập tức nổi giận, thằng nhãi danh, người đang sỉ nhục chỉ số thông minh của lão phu à? Thời gian chi chủ là người phương nào? Đó là thần thời gian, trông coi thời gian chi đạo, được người tu hành kính ngưỡng, ngươi lại nói ngươi là huynh đệ kết nghĩa với ngài, có phải ngươi bị ngu không? Nghe vậy, Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Mẹ kiếp! Sao lại vô lý thế nhỉ? Tại sao lúc hắn nói thật luôn không có người tin? Lúc trước sau khi đánh một trận với Đạo Huyền Nhất, hắn cũng muốn thay đổi để làm người, không còn cả lơ phất phơ nữa. Nhưng hắn phát hiện dường như là không được. Người thành thật không thể tồn tại trong thế giới này. Anan nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, một tán tu. Anan nổi giận, một tán tu lại dám giết người của Tiên Bảo Các. Ngươi đang sỉ nhục chỉ số thông minh của lão phu đúng không? Mau nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, ta là phụ thân của ông, được chưa? Anan phẫn nộ, ngươi đang sỉ nhục lão phu sao? Ngươi! Diệp Huyên cũng nổi giận, lão già, lão tử chẳng những muốn sỉ nhục ông mà còn muốn đánh chết ông nữa. Nói xong, hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sắc mặt của Anan ở phía xa lập tức thay đổi, ông ta lập tức đánh ra một quyền. Oanh! Một vùng sáng trắng nổ tung, Anan liên tục lùi lại mấy vạn trượng, khi dừng lại, thân thể ông ta lập tức tan nát, chỉ còn lại linh hồn. Một kiếm đánh tan thân thể trong nháy mắt. Anan sửng sốt, Diệp Huyên cũng ngây người, hắn quan sát Anan, ngơ ngác hỏi, ông không phải cường giả vô lượng cảnh. Anan nhìn về phía Diệp Huyên, cũng tỏ vẻ sững sờ, ngươi là cường giả vô lượng cảnh. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này hắn mới phát hiện, ông lão này còn không phải là Vĩnh Bất Hủ, chỉ là cường giả chí tôn cảnh mà thôi. Không phải nơi này vô lượng cảnh đông như kiến sao? Lúc này, Anan run rẩy nói. Vị công tử này, cậu là cường giả vô lượng cảnh sao? Diệp Huyên nhìn Anan, đang định ra tay thì ông ta đột nhiên quỳ xuống, tiền bối, ta có mắt không tròng, xin tiền bối tha lỗi. Diệp Huyên nhìn Anan, ta giết nhi tử của ông đấy. Anan vội nói, đó là nó đáng đời, là nó mạo phạm tiền bối, đáng chết. Diệp Huyên cạn lời. Đạo lý. Lúc này, tâm trạng Diệp Huyên rất phức tạp. Tất cả đạo lý trên thế gian đều thành lập trên nền tảng sức mạnh. Có thực lực, đối phương sẽ chủ động giảng hòa với ngươi. Lúc này, Anan kia lại nói, tiền bối, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Phập! Nhưng Anan còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đã xuyên thẳng qua giữa chân mày ông ta. Một khắc sau, Anan cứ thế bị kiếm thanh huyền hấp thu.
hoàn toàn bị tiêu diệt. Tang Dư ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Diệp Huyên nhìn về phía Tang Dư, cười nói, không cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Tang Dư thoáng do dự, sau đó hỏi, người muốn nghe lời thật lòng hay giả dối? Diệp Huyên cười đáp, nghe lời nói dối trước đi. Tang Dư nghiêm túc nói, người không ác, đứng không vững. Ngươi làm như thế cũng là dễ hiểu, nếu là ta cũng sẽ làm vậy. Diệp Huyên hơi tò mò, còn lời nói thật thì sao? Tang Dư nhìn Diệp Huyên, có phải ngươi muốn tầm ngầm mà đấm chết voi không? Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tang Dư hơi do dự, sau đó nói, những lời ngươi nói với ta trước đó đều là nói dối, có lẽ đó chỉ là hành động nhất thời của ngươi khi kích động thôi, đúng không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, nếu ta không ra tay thì cô sẽ thế nào? Tang Dư im lặng. Diệp Huyên cười nói, Tang Dư cô nương, có thể cho ta một phần tài liệu liên quan đến đại hoang cổ giới không? Tang Dư vội đưa cho Diệp Huyên một chiếc nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên đang muốn đưa tinh thần mạch cho nàng ta thì nàng ta vội nói, không, không cần đâu. Diệp Huyên cười, vậy sao mà được, ta làm người luôn rất có nguyên tắc. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Tang Dư. Tang Dư nhìn chiếc nhẫn kia, không nhận nó, lúc này, nàng ta vẫn còn hơi sợ Diệp Huyên. Nói giết là giết. Không chút do dự. Quá đáng sợ. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó đặt nhẫn chứa đồ vào tay Tang Dư, xoay người rời đi, như nhớ ra điều gì, hắn lại nói, nếu người của Tiên Bảo Các làm khó cô cứ bảo họ đi tìm ta. Ta tên Diệp Huyên. Nói xong, hắn đã biến mất ở cuối chân trời. Tang Dư nhìn Diệp Huyên ở chân trời xa xôi, khẽ lẩm bẩm kiếm tu, Diệp Huyên. Cuối tinh không, tiểu tháp chợt cất lời, tiểu chủ, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Huyên dừng lại, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nét mặt vô cùng nặng nề. Đại hoang cổ giới. Trong tài liệu Tang Dư đưa cho hắn khi nãy có nói. Đại hoang cổ giới này là một thế giới khá đặc biệt. Ở nơi này không có một thế lực nào cả. Nơi này rất vắng người, nhưng lại có vô số di tích đại hoang. Nói một cách đơn giản là nơi này từng rất phồn vinh, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà nền văn minh của nơi này hoàn toàn sụp đổ. Sau đó, những thế lực siêu cấp cổ xưa trước đây cũng biến thành những bí cảnh di tích. Nơi này chôn vùi một nền văn minh võ đạo cổ xưa. Trước kia Thanh Liên nói nơi này nguy hiểm là vì nơi này có một vài cường giả của di tích thượng cổ sẽ tỉnh lại, hơn nữa nơi này còn có một sinh vật nguy hiểm, linh ma. Một sinh vật đặc biệt giống như yêu nhưng lại không phải là yêu, ăn sinh linh để tồn tại. Ăn sinh linh. Diệp Huyên đột nhiên nghĩ đến nhị nha. Hình như nhị nha cũng là sinh vật thích ăn thịt, nhưng nghe tiểu tháp nói, sau khi đi đến hệ ngân hà, nhị nha bắt đầu thích thức ăn ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không khỏi lắc đầu, nếu không có ai trông chừng nhị nha, chẳng phải nhị nha sẽ ăn sạch cả chư thiên vạn giới sao? Hơn nữa, tam kiếm không xuất hiện, e rằng thật sự không có ai có thể kiểm soát được nàng. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói, nơi này quá rộng lớn, xem ra muốn tìm Tiểu An và Niệm Tỷ vẫn phải tìm Tiên Bảo Các giúp đỡ thôi. Nói xong, hắn bèn muốn đi tìm Tiên Bảo Các. Mà lúc này, hắn chợt nhíu mày xoay người, trước mặt hắn không xa có một con quái vật, đối phương trông giống như người, nhưng lại có cánh, hơn nữa đôi mắt còn có màu tím đậm. Linh ma, Diệp Huyên đã đoán ra thân phận của đối phương. Linh ma nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, giống như nhìn thấy một món ăn ngon, nhưng nó không ra tay, dường như vẫn đang kiêng dè. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì à? Trong mắt Linh ma lóe lên sự tham lam, máu. Một khắc sau, nó chợt biến mất, sau đó có quyền mang lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, cái quái gì vậy? Diệp Huyên không nói nhiều, lập tức rút kiếm chém một phát. Vụt! Kiếm quang lóe lên, linh ma kia bị đánh lùi mấy nghìn trượng, khi nó dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa chân mày, cố định nó lại. Lúc này, một tiếng gào thét giận dữ vang vọng khắp đỉnh núi, nhân loại, nếu ngươi dám đả thương hắn, ta. Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, sau đó xoay vòng, linh ma kia lập tức mất đầu.
Diệp Huyên bình tĩnh nhìn về phía chân trời xa xôi, con người ta hơi nóng tính, đừng uy hiếp ta, nếu không, ta tiêu diệt toàn bộ linh ma tộc của ngươi. Ngông cuồng. Chân trời phía xa, giọng nói kia gào thét, không ngờ ngươi lại dám giết chết tộc nhân của linh ma tộc ta, ngươi cho rằng ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên biến mất. Vụt. Giọng nói ở chân trời phía xa chợt im bặt, sau đó, một cái đầu đầm đìa máu tươi chậm rãi rơi xuống từ chân trời. Một cái đầu của linh ma. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên trở lại trong vỏ kiếm trên tay hắn, sau đó, hắn xoay người rời đi. Gây thù chuốc oán. Nguyên tắc của Diệp Huyên là người không phạm ta không phạm người, nếu ngươi dám gây chuyện với ta, thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Trừ khi ta đánh không lại. Diệp Huyên chưa đi được mấy bước, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cười, ông là người của Tiên Bảo Các sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, tại hạ là hội trưởng của Tiên Bảo Các Lý Sinh. Diệp Huyên hỏi, có chuyện gì sao? Lý Sinh nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các ta, vì sao lại giết hai người của Tiên Bảo Các? Diệp Huyên cười nói, ông đến để khởi binh vấn tội à? Lý Sinh cười nói, Diệp công tử, ta chỉ muốn nhận được một câu trả lời hợp lý thôi. Diệp Huyên cười khẽ, vậy Lý Sinh hội trưởng đã biết ngọn nguồn của chuyện này chưa? Lý Sinh khẽ mỉm cười, Diệp công tử, A Cải kia mạo phạm Diệp công tử, nhưng không hề đáng chết, đúng không? Diệp Huyên nhìn chằm chằm Lý Sinh, hắn xúc phạm ta, sao lại không đáng chết? Chẳng lẽ hắn ta phải đánh chết ta mới là đáng chết à? Nụ cười trên mặt Lý Sinh dần biến mất, Diệp công tử đừng trách ta nhiều lời, cậu hành động như vậy thật sự quá tuyệt tình. Tục ngữ có câu dĩ hòa vi quý. Diệp Huyên cười nhạt, hắn cũng không phải nhi tử của ta, vì sao ta phải nể tình hắn? Hơn nữa, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường à? Lý Sinh im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này, Lý Sinh đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, ta không biết vì sao các chủ lại cho cậu lệnh huyền thiên, ta chỉ muốn khuyên cậu một câu. Con người không nên quá kiêu ngạo, hành động cũng không nên quá tuyệt tình, nếu không. Diệp Huyên đột nhiên xoay người vung kiếm. Oanh! Lý Sinh lập tức bị chém lùi mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, cánh tay phải của ông ta đã bị đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, ông đang dạy ta cách làm người à? Lý Sinh nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, vì sao thực lực của cậu lại mạnh đến thế? Diệp Huyên không nói gì, hắn chậm rãi đến gần Lý Sinh, kiếm Thanh Huyên về lại trong vỏ kiếm. Thấy Diệp Huyên đi tới, sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, ông ta vội vàng nói, Diệp công tử, ta đến đây không phải để khởi binh vấn tội, ta đến. Thấy Diệp Huyên đặt ngón cái lên chuôi kiếm, Lý Sinh hoảng hốt, càng gấp gáp hơn, Diệp công tử, phó hội trưởng Tiên Bảo Các xúc phạm Diệp công tử, ta đến để xin lỗi. Xin lỗi. Diệp Huyên dừng bước. Hắn nhìn Lý Sinh, xin lỗi như thế nào? Lý Sinh chần chừ, sau đó đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt Diệp Huyên, xin Diệp công tử vui lòng nhận cho. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong có 30.000 tinh thần mạch. Thấy thế, Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía Lý Sinh hội trưởng, theo ta biết, ta có lệnh huyền thiên, có lệnh điều động tất cả thần vật trong Tiên Bảo Các, đúng không? Nghe vậy. Sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, Diệp công tử, cậu. Diệp Huyên nhìn Lý Sinh, bắt đầu từ bây giờ, Tiên Bảo Các sẽ do ta tiếp quản. Lý Sinh nổi giận, Diệp công tử, sao cậu có thể làm như thế được, cậu. Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị một thanh kiếm đâm qua giữa chân mày. Phập. Lý Sinh đứng sững tại chỗ. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hơi giận dữ, Diệp công tử. Cậu hành động như thế có khác gì quân trộm cướp đâu. Diệp Huyên lấy lệnh huyền thiên ra, vậy ta hỏi ông, lệnh này là các chủ của các ông tặng cho ta, nhìn thấy nó như nhìn thấy các chủ, đúng không? Lý Sinh trợn mắt há mồm, Diệp công tử, cậu đang nói nhảm cái gì đấy? Đây là lệnh khách quý, trở thành thấy lệnh như thấy các chủ từ bao giờ? Cậu đang bịa chuyện sao?
Diệp Huyên nhíu mày, không có à? Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên khẽ rung, bắt đầu hấp thu linh hồn của Lý Sinh. Sắc mặt Lý Sinh lập tức thay đổi, ông ta vội vàng nói, ta nhớ ra rồi, có. Diệp công tử, có. Diệp Huyên chớp mắt, có thật à? Lý Sinh gật đầu, mồ hôi đổ như mưa, có. Thật sự có. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên quay lại trong tay hắn, hắn nhìn Lý Sinh, đi đến Tiên Bảo Các. Lý Sinh do dự. Diệp Huyên híp mắt, trong mắt lộ ra sát khí, thấy thế, sắc mặt Lý Sinh thay đổi, ông ta vội nói, mời Diệp công tử. Lúc này, ông ta không nhịn được muốn tát mình một bạt tai. Ông ta đúng là ngu xuẩn, sao lại muốn đến tìm Diệp công tử này chứ? Tự tìm đường chết, một lát sau, Diệp Huyên rời đi cùng Lý Sinh. Hai người vừa rời đi không lâu, một linh ma xuất hiện, linh ma nhìn hai người Diệp Huyên vừa đi, trong mắt lộ vẻ hưng phấn, huyết mạch thật là đặc biệt. Nói xong, gã xoay người biến mất ở cuối chân trời. Tiên Bảo Các nằm trong một hang núi, so với những tiên bảo các hắn từng thấy trước đây thì nơi này đơn sơ hơn một chút. Nhưng nơi này vẫn có 9 tầng. Lý Sinh nói, Diệp công tử, cậu có thể ở tầng 8. Diệp Huyên lại nhắm vào tầng 9, đó là nơi ở của các chủ đúng không? Lý Sinh gật đầu, đúng thế. Không một ai được đi vào nơi đó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó đi thẳng về phía tầng 9. Sắc mặt Lý Sinh thay đổi, ông ta vội vàng nói, Diệp công tử, các chủ có lệnh không ai được đi vào đó cả, cậu cũng không được, cậu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Lý Sinh, ông có biết quan hệ của ta và các chủ không? Lý Sinh ngạc nhiên, quan hệ gì cơ? Diệp Huyên chừng ông ta một cái, đừng có nghĩ vớ vẩn, ta và các chủ không phải quan hệ đó. Nói xong, hắn xoay người đi về phía tầng 9. Lý Sinh đứng tại chỗ trợn mắt há mồm, chết tiệt, ông ta suy nghĩ vớ vẩn gì à? Quan hệ đó. Lý Sinh lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Vì sao các chủ lại cho thiếu niên này lệnh huyền thiên? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Lý Sinh lập tức run rẩy, không dám nghĩ tiếp nữa. Mà lúc này, Diệp Huyên đã tiến vào tầng 9. Trong tầng 9 vẫn rất đơn giản, chỉ có một kệ sách và một cái bàn, bên cạnh bàn đọc sách có cửa sổ, có thể nhìn thấy dãy núi rộng lớn. Diệp Huyên đi tới chỗ kệ sách, trên kệ có đầy sách, nhưng đều là những văn tự hắn chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyên nhìn những quyển sách kia, sau đó cất lời, tiểu tháp, người đọc có hiểu không? Tiểu tháp đáp, không hiểu. Diệp Huyên nhíu mày, không phải ngươi từng đến hệ ngân hà à? Tiểu tháp nói, ta đi ra oai, không phải đi học. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt, mẹ kiếp, tự dưng hắn chợt nghĩ tới một từ, vô học. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó lấy hết tất cả sách đi. Tiểu tháp lên tiếng, tiểu chủ. Người đọc cũng không hiểu, người lấy làm gì? Diệp Huyên cười đáp, ta đọc không hiểu cũng không sao, nói không chừng sau này nhi tử của ta có thể hiểu thì sao? Người làm phụ thân phải chuẩn bị quà trước cho nhi tử chứ? Tiểu tháp trầm giọng nhắc nhớ, người không có nhi tử. Diệp Huyên. Diệp Huyên không muốn để ý tới cái tháp cũ nát này nữa, hắn đi tới trước bàn đọc sách, trên bàn có một quyển cổ tịch, hắn đọc hiểu quyển cổ tịch này. Trên quyển cổ tịch có 4 chữ to, định luật thủ hằng. Định luật thủ hằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 195.